chương 321, đường long xoay người một. Loại biến hóa này, đối với đường long lực trùng kích quá lớn. Cái này, cái này là quyền thế, cái này là năng lượng a. À, trong nội tâm đường long tán thưởng, nhìn bốn người dư đội kinh sợ, trong nội tâm hà giận nói không nên lời. Thế cho nên cổ đại đội trưởng mời, hắn thoáng cái không kịp phản ứng. Ca, ca cổ đại đội trưởng hỏi ngươi kia kìa, vẫn là đường trọng nhanh tỉnh hồn lại nói. À, cái gì, đường trọng giật mình, gãi gãi đầu. Cổ đại đội trưởng, vừa rồi ta quá kích động. Ngươi nói mời ta gia nhập Long Nha vệ. Phải. Khóe miệng cổ đại đội trưởng mỉm cười. Ngươi cân nhắc thoáng một phát đi. Không cần cân nhắc, ta khẳng định đáp ứng. Ta, ta nhất định đáp ứng. Đường Long gấp khó dằn nổi. Cái này còn có cái gì phải cân nhắc sao? Long Nha vệ uy phong đến cỡ nào? Chuyện vừa rồi, đã nói rõ hết thảy. Hơn nữa, đường Long hắn bị bộ đội biên phòng khai trừ, hiện tại không có công tác, thoáng cái được long nha vệ nhìn chúng hắn cơ hồ tưởng mình đang nằm mơ đây quả thực là thoáng cái từ địa ngục nhảy đến thiên đường a tuy hắn không biết tại sao đột nhiên được long nha vệ nhìn chúng nhưng ở chỗ sâu trong ý thức lại đoán được rất có thể là cùng đại quý nhân giang trần kia có quan hệ đường long người rất may mắn cổ đại đội trưởng cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn đưa qua một tấm lệnh bài trước từ lục phẩm long nha vệ bắt đầu làm a long nha vệ cũng có long nha vệ thực tập sau đó là cửu phẩm bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Như vậy tầng tầng tiến dần lên, làm đến nhất phẩm long nha vệ mới có tư cách để bạt tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, sau đó mới là phó đô thống. Ngay từ đầu một nhân vật mới trực tiếp tới lục phẩm long nha vệ, loại sự tình này không phải là không có, nhưng rất ít. Loại chuyện tốt này đều thuộc về những con dòng cháu giống bối cảnh cực kỳ thâm hậu kia. Đường Long một thân áo vải thoáng cái trở thành lục phẩm long nha vệ, tuyệt đối là một kỳ tích dễ có nghịch tập trách không được ngay cả cổ đại đội trưởng, cũng khoa trương đường long hắn vận khí tốt. Cũng đích thật là may mắn, dễ cỏ như đường long, vừa rồi dưới loại tình huống kia, nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị mấy bộ đội biên phòng tiêu diệt, trở thành một thi thể rồi. Cổ, cổ đội, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì? Đường Long vẫn muốn làm tinh tường, tuy hắn đoán được có khả năng là Giang Trần. Đường Long, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cùng Trần Thiếu đến cùng là quan hệ như thế nào? Đại nhân vật như Trần Thiếu, vậy mà tự mình dặn dò điền đô thống đại nhân chúng ta để hắn chiếu cố ngươi một chút dẫn ngươi vào long nha vệ còn nói ngươi là nam nhân rất có đảm đương xem ra trần thiếu nói không sai a à. cổ đại đội trưởng đối với đường long vẫn rất thưởng thức vừa rồi mấy bộ đội biên phòng kia muốn động thủ đường long này ngăn ở trước hắn loại tình huống đó có thể ngăn ở phía trước đích thật là nam nhân có đảm đương trần thiếu lần này đường long là triệt để tin tưởng vững chắc nội tâm suy nghĩ của mình quả nhiên lại là vị đại quý nhân kia trong nội tâm đường long cảm động hắn như thế nào cũng không thể tưởng được thời điểm mình ở biên phòng tuần tra tùy tùy tiện tiện gặp được một người vậy mà sẽ trở thành đại quý nhân của mình năm lần bảy lượt giúp hắn hơn nữa mỗi lần đều là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ta trần thiếu trần thiếu hắn là đại ân nhân của ta đường long kích động nghĩ cả buổi vẫn nghẹn ra ba chữ đại ân nhân kỳ thật cổ đại đội trưởng cũng hiếu kỳ thấy đường long nói như vậy nghĩ thầm đường long này cùng trần thiếu quan hệ có khả năng rất sâu, đường long này, về sau nên chiếu cố một chút. Bằng không thì khiến Điền Đô Thống mất hứng, ta làm đại đội trưởng còn đi thế nào? Cổ đại đội trưởng đối với Điền Thiệu cũng rất cảm kích. Chính là vì Điền Thiệu thăng quan, trở thành phó đô thống, chống ra vị trí đại đội trưởng. Vị trí đại đội trưởng này, phía trên muốn Điền Thiệu đề cử một nhân tuyển. Vốn, Điền Thiệu hoàn toàn có thể đề cử phó đại đội trưởng Nguyên Lai, nhưng hắn không có, mà là từ trong trung đội trưởng, để bạt hắn lên một trung đội trưởng trực tiếp được đề bạt làm đại đội trưởng cổ đại đội trưởng này đối với điền thiệu cảm kích có thể thấy được cho nên sự tình điền thiệu phân phó hắn là tận tâm tận lực đi làm cũng chính là ân đề bạt này làm cho cổ đại đội trưởng xuất hiện kịp thời cuối cùng để cho đường long tránh thoát một kiếp hơn nữa vận mệnh từ nay về sau cải biến đường long mấy gia hỏa này xử lý như thế nào ngươi có ý kiến gì không cổ đại đội trưởng dứt khoát đem mặt mũi bán cho đường long ta có thể quyết định cổ đại đội trưởng cười nói bọn hắn ý đồ mưu sát ngươi là người trong cuộc đương nhiên có quyền hỏi đến tại vương đô ý đồ mưu sát cướp người đây đều là tội mất đầu đây là cổ đại đội trưởng nhắc nhở đường long ám chỉ hắn có thể chết níu không thả đem mấy người này phán thành tử tội để tránh hậu hoạn bọn người dư đội đều là lão binh du côn loại sự tình này như thế nào nghe không rõ biết rõ cổ đại đội trưởng này ám chỉ đường long đẩy bọn họ vào chỗ chết liền quỳ lao lên đường long đường lão đệ Lão dư ta sai rồi, có mắt không tròng sông tới ngươi. Nể mặt trước kia chúng ta là đồng liêu, thả chúng ta một lần. Chúng ta về sau nguyện ý làm chó của ngươi. Đường đại ca, chúng ta sai rồi. Chúng ta uống rượu mê tâm, mạo phạm đến ngươi. Ngươi còn nhớ không? Lúc trước thời điểm ngươi không có cơm ăn, ta còn phân ra một cái bánh bao cho ngươi a. À. Đường đại ca, ngươi đừng giết ta, ta có một muội muội, ta nguyện ý đem nàng gả cho ngươi làm thiếp. Ta cũng có muội muội, hơn nữa là song bào thai đường đại ca người bây giờ là long nha vệ lục phẩm long nha vệ là thân phận quý tộc rồi lấy mấy tiểu thiếp thiên kinh địa nghĩa a à, đường long cười lạnh mấy gia hỏa này hắn hiểu rất rõ đều là tắc kè hoa hiện tại sợ chết khóc cầu xin tha thứ một khi để cho bọn hắn thoát khốn trở mặt liền sẽ biến thành độc xà loại xáo lộ này bọn hắn có thể nói là quen thuộc cổ đại đội trưởng mấy người này xâm nhập chỗ ở tư nhân đối với ta hô đánh kêu giết còn muốn cướp thê tử của ta tội ác tày trời. Ta muốn tố giác bọn hắn. Tốt, sông chỗ ở tư nhân, ý đồ mưu sát, cướp thê tử của người, bất luận tội nào, đều là tử tội. Người đâu, bắt trở về, chảm, mấy tên kia nghe xong mệnh lệnh này, hồn phi phách tán, ý đồ phản kháng, nhưng ở trước mặt mấy trăm long nha vệ, bọn hắn phản kháng không thể nghi ngờ là gia tốc tự sát. Vừa vung đao kiếm chuẩn bị bước tới cổ đại đội trưởng, đã bị vô số mũi tên phá không bắn xuống, nguyên một đám bắn thành gai nhím thu thập thoáng một phát, mang thi thể. Về phục mệnh, chương 322, đường long xoay người hai. Cổ đại đội trưởng giết mấy người, phảng phất như giết mấy con gà, không thèm để ý, quay người đối với đường long nói, đường long, cho người ba ngày nghỉ, ba ngày sau, đến tổng bộ long nha vệ báo danh. Nhớ kỹ, không nên đi muộn. Tiến vào long nha vệ, phải tuân thủ quy củ của long nha vệ. Vâng, đường long nghiêm người, làm tư thế quân nhân, chào theo nghi thức quân đội. Tốt rồi, chúng ta đi trước một bước chuyện trong nhà, ngươi an bài thoáng một phát. Cổ đại đội trưởng vung tay lên, một đám long nha vệ mang theo thi thể, gào thét mà đi. Hoàng dực nha long đầy trời cùng một chỗ bay đi, có thể nói là che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng, làm cho trong lồng ngực đường long bành trướng ngàn vạn, kích động không thôi. Qua không được mấy ngày, hắn có thể gia nhập loại đội ngũ này, có thể thành một phần tử của bọn hắn. Có thể như bọn hắn, kiêu ngạo mà sống. Ca, vừa rồi, quả thực là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Đường trọng kích động đẩy xe lăn, hận không thể đứng lên. Đường Long cũng cười khổ, xoái là xoái, thế nhưng mà loại sự tình này, về sau vẫn là đừng có nữa. Vừa rồi một khắc kia, ta cơ hồ hoài nghi, lần này chúng ta muốn xong đời. Ta cũng chuẩn bị cùng bọn họ liều chết đánh cược một lần rồi. Ca, bây giờ ngươi là Long Nha Vệ, lục phẩm Long Nha Vệ, về sau, xem ai dám khi dễ chúng ta, ở trong khẩu khí của đường trọng, lộ ra kiêu ngạo thật sâu, vẻ hưng phấn này, cũng sắp bay lên trời rồi. Đường Long cũng như nằm mơ, nếu không phải trên mặt đất còn có vết máu, hắn cơ hồ hoài nghi mới vừa rồi là mình nằm mộng. "Tiểu Thanh, cho ngươi sợ hãi a?" À. Đường Long xoay người, nhìn thê tử chấn kinh như nai con, có chút áy náy nói. "Tiểu Thanh lắc đầu, "Đường Long ca, ta không sao, chỉ cần có ngươi, ta sẽ không sợ." Đường Long cười cười, "Ngươi đừng sợ, về sau nhà của chúng ta, khẳng định không có việc gì rồi." "Tiểu Thanh, ngươi đi mua một ít thịt cá, ta lấy nước rửa cửa ra vào." Vết máu kia nhìn rất khó chịu. Ân. Tuy Tiểu Thanh bị chút kinh hãi, nhưng hài tử xóm nghèo, loại huyết tinh ẩu đả này gặp rất nhiều, cũng không sợ tới mức ngay cả cửa cũng không dám ra. Đang muốn đi ra ngoài, phát hiện láng giềng đã sớm thò đầu ra nhìn, từ trong nhà đi ra, nguyên một đám chen đến cái hẻm nhỏ chật ních. "Ơ, ờ, Tiểu Thanh, ngươi đi đâu vậy? Đừng ra phố nữa, nhà của chúng ta mới làm nửa con dê, quay đầu lại cầm một cái đùi đi. Tiểu Thanh, ngươi xem, đây là Trương thúc ngươi buổi sáng đánh cá trở về." còn tươi lắm đến cầm hai con về ăn đừng ghét bỏ tiểu thanh nhà của chúng ta không có cái gì chỉ có mấy con gà ta bắt một con gà mái cho ngươi hầm cách thủy ăn rất bổ tiểu thanh nhà của chúng ta chỉ có một con gà mẹ không nỡ giết mỗi ngày đều đẻ trứng thẩm cho ngươi một rổ trứng gà ngươi nhìn ngươi sắc mặt có chút xanh khí sắc không tốt lắm về sau nên bồi bổ a à? tiểu thanh chân tay luống cuống những hàng xóm láng giềng này bình thường cũng không có nhiệt tình như vậy a à? như thế nào thoáng cái nhiệt tình thế kia tuy tính cách tiểu thanh hướng nội nhưng mà không thích chiếm món lợi nhỏ của người bề bộn từ chối không muốn muốn đi ra ngõ nhỏ mua đồ tiểu thanh đừng khách khí như vậy ngươi nhìn sắc trời đã trễ bây giờ đi mua lúc nào mới có ăn a à? hơn nữa bán hàng rong trên đường nói không chừng đều thu quán rồi lúc chiều thịt cá cũng không tươi đừng đi nữa đường long ngươi cũng không biết thương thê tử a à. mau tới mau tới gọi tiểu thanh về đi những vật này, đều nhận lấy, đừng khách khí với chúng ta. Chúng ta những thúc thúc bá bá này, đều là nhìn các ngươi lớn lên, giúp đỡ lẫn nhau, đây không phải nên làm sao. Đường Long cười cười, những hàng xóm láng giềng này, bỗng nhiên chạy đến đưa ôn hòa, đưa tấm lòng yêu mến, thường ngày là khẳng định không có khả năng. Hôm nay khác thường như vậy, tự nhiên là bởi vì Long nha vệ, bởi vì một màn rung động vừa rồi kia, bởi vì đường Long hắn hôm nay cá chép vượt Long môn, thành lục phẩm Long nha vệ lục phẩm long nha vệ sẽ đạt được một vị trí lục phẩm quý tộc một nhà đường long hắn từ nay về sau thoát khỏi thân phận bình dân trở thành quý tộc mặc dù chỉ là lục phẩm nhưng ở khu vực xóm nghèo nhất là trong ngõ nhỏ này tuyệt đối là đầu tiên cũng có khả năng là cuối cùng tiểu thanh các thúc thúc bá bá đã nhiệt tình như vậy liền nhận lấy đi quay đầu lại cho bọn hắn ít tiền không cần phải đi mua đường long cười cười chắp tay nói các vị thúc thúc bá bá chuyện vừa rồi khiến các ngươi sợ hãi không có đường long hôm nay ngươi xem như phát đạt chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ ly khai nơi đây sau này thường về thăm chúng ta a à. đúng vậy đừng quên láng giềng chúng ta đứa nhỏ đường long này từ nhỏ ta xem hắn có thể thành đại sự long nha vệ chật chật về sau ở trên bầu trời bay tới bay lui nhất định rất phong quang tiểu lục nhìn thấy chưa đừng suốt ngày mò mẫm lăn lộn học tập đường ca nhiều một chút nếu ngươi có thể tiến vào long nha vệ dù là thực tập cha cũng có thể chết nhắm mắt đêm đó bữa tối nhà đường long phong phú trước nay chưa từng có hắn cũng không có mời hàng xóm láng giềng tới người quá nhiều mời không hết đành phải để sau này cho bọn họ một ít tiền bạc ca ta mời ngươi một chén ngươi lần này thật là nhất phi trùng thiên về sau đường ra chúng ta cũng là quý tộc rồi đường long trong mối cảm xúc ngổn ngang đến hai huynh đệ chúng ta kính nhị lão quá cố một chén tiểu thanh ngươi cũng tới sau khi uống mấy chén đường trọng lại nói ca bọn hắn đều nói trần thiếu trần thiếu chính là giang trần kia sao ta xem chúng ta có nên đi cảm tạ thoáng một phát hay không ân cái này là tất yếu chờ ta đi long nha vệ báo danh xong có cơ hội nghe ngóng địa chỉ của trần thiếu bằng không thì muốn cảm tạ cũng không biết chạy đi đâu giờ phút này giang trần lại hồn nhiên không biết vận mệnh của đường long ở trong vòng một canh giờ ngắn ngủn đã xảy ra chuyển hướng triệt đề hắn chỉ cảm thấy đường long không tệ hiện tại lại bị bộ đội biên phòng khai trừ cho nên cùng điển thiệu nói một câu nhờ hắn chiếu cố thoáng một phát mà thôi sau đó vài ngày mỗi ngày giang trần đều không ngừng kiên trì dẫn ngũ long chi khí trong cơ thể miêu tả khí hải rèn luyện khí hải tăng thực lực lên theo thời gian trôi qua cách mê cảnh thu liệp cũng càng ngày càng gần ngày hôm nay đan phi lại khoan thai mà đến bất quá lần này câu ngọc đã bế quan trùng kích tiên cảnh, hai nữ nhân này, thật không có đối trọi gay gắt. Giang Trần, ta như thế nào nghe nói, ngươi cùng ta tổ đội, giống như có chút không muốn. Dáng tươi cười của Đan Phi mang theo vài phần danh mãnh. Đan Phi tỷ, ngươi từ xa chạy tới, sẽ không vì hỏi cái này chứ. Trường 323, thành ý của Đan Phi một. Đan Phi dương tay lên, lòng bàn tay quán một cái, trong tay nhiều ra một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Đây là một chiếc nhẫn chữ vật, tính toán là tiền thù lao của ta, để bớt tiểu tử ngươi suốt ngày lải nhải giống như cùng bổn cô nương tổ đội ngươi rất không vui hiện tại có thể chặn miệng của ngươi a à. chữ vật giới chỉ giang trần đi tới nơi này vội vội vàng vàng thật đúng là không có thời gian đi cân nhắc những đạo cụ chữ vật thấy đan phi bỗng nhiên lấy ra loại vật này mới nhớ tới trên thế gian còn có chữ vật giới chỉ a à. cái chữ vật giới chỉ này hoàn toàn chính xác là đồ tốt đan phi bắn ra giang trần tiếp được không chút khách khí thu lấy kiếp trước hắn chơi thứ này, có thể nói là bình thường như ăn cơm. Loại chữ vật giới chỉ sơ cấp thô giáp này, tự nhiên không làm khó được hắn. Loay hoay thoáng một phát, nhìn nhìn, không gian chữ vật không tính lớn, nhưng mà đầy đủ dùng. Sú tiểu tử, mày dạn mặt dày thu, một câu cảm ơn cũng không có. Đàn phi thấy Giang Trần vậy mà vô sự tự thông, chơi chữ vật giới chỉ rất quen tay, cũng hơi có chút giật mình. Giang Trần cười hắc hắc nói, người không phải nói, đây là tiền thù lao sao nếu là tiền thù lao, liền không phải lễ vật, còn phải cảm tạ sao? Nam nhân các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao? Đan Phi có chút im lặng. Người khác ta không rõ lắm, nhưng ta lại rất muốn mặt. Đan Phi tỷ, ta nghe nói, trước kia ngươi tham gia mê cảnh thu liệp, đều là đơn thương độc mã, lúc này sao tổ đội A? Đan Phi liếc nhìn Giang Trần, có phải muốn nói ngươi mị lực vô cùng hay không? Hắc hắc, chẳng lẽ không phải sao? Giang Trần vui tươi hớn hở nói. Đừng xú mỹ nữa, trong mắt ta nam nhân các ngươi đều là một bộ đức hạnh được rồi ta không có thời gian ba hoa với ngươi đã muốn tổ đội hợp tác có một số việc ta cũng không muốn giấu giếm ngươi muốn vào chính đề sao giang trần như cũ không có tim không có phổi giang trần ngươi nghiêm túc một chút sẽ chết sao giữa lông mày diễm lệ của đan phi nhảy lên lần này ta tham gia mê cảnh thu liệp chỉ có một mục tiêu là bắt một con ấu thú tiên cảnh linh thú linh thú ấu thú giang trần hơi có chút kinh ngạc có thuyết pháp đặc thù gì không? Ân, cái này rất trọng yếu. Khuôn mặt ôn ngọc của đan phi, lộ ra thần sắc phi thường ngưng trọng. Ta hai lần trước, đều thất bại. Lúc này đây, nhất định phải thành công. Vì cái gì, tuy ấu thú linh thú rất chân quý, nhưng cũng không đến mức nhất định phải thành công A. À? Hơn nữa, một đầu ấu thú linh thú, tuy chân quý, nhưng cũng không cần phải vào mê cảnh, mới có thể tìm được A. À? Đôi tú mục của đan phi, dừng ở trên mặt giang trần giang trần hôm nay ngươi tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ hiểu chưa vậy ngươi vẫn là đừng nói a à. giang trần đan phi có chút tức giận ngươi không thể cho ra chút đảm đương của nam nhân sao giang trần cười cười cái gì nên nói cái gì không nên nói chẳng lẽ ta không có đúng mực sao ngươi cần gì phải cường điệu thoáng một phát được rồi bờ môi đan phi giật giật tính toán ta sai a à. thú con linh thú này ngươi nhất định cảm thấy ở bên ngoài cũng có thể bắt cần gì đi mê cảnh bắt rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện đúng không chẳng lẽ không phải giang trần hoàn toàn chính xác cho là như vậy nếu như chỉ là nuôi chơi xác thực không có gì khác nhau nhưng mà thú con linh thú này bất đồng là lão gia tử dùng để nghiên cứu nghiên cứu giang trần buồn bực linh thú này có cái gì phải nghiên cứu sao đúng vậy nghiên cứu hơn nữa lão gia tử đã có chút gặt hái chỉ là việc này quan hệ trọng đại lão gia tử một mực không có công bố ra Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? À? Ngươi không thể một hơi nói xong sao? Nghiên cứu cho thấy, thú con linh thú ở ngoại giới chúng ta, mặc dù sinh ra là linh phẩm linh thú, đến trưởng thành, trên cơ bản cũng là linh phẩm, tiềm lực tiến hóa không lớn. Mặc dù trên thực lực có tăng lên, nhưng trong huyết mạch lại không có quá nhiều tiến hóa. Mà mê cảnh đạt được linh thú, lại bất đồng. Thực lực của bọn nó tăng lên rất nhanh, hơn nữa huyết mạch của bọn nó vậy mà sẽ tự động tiến hóa. Nói như vậy, đầu phượng giao kia cũng là ở trong mê cảnh lấy ra a. À. 30 năm trước, chẳng lẽ là ngươi tiến vào mê cảnh? Hay là lão gia tử đi vào? Hai gò má Đan Phi có chút trầm xuống, "Giang Trần, ta già như vậy sao? 30 năm trước, ta còn chưa ra đời đây này. Lão gia tử 30 năm trước cũng đã là linh vương rồi, hắn làm sao có thể đi vào?" Mê cảnh thu liệp, võ giả vượt qua tiểu linh cảnh là không vào được. Tiên cảnh có cửu trọng thiên, nhất đến tam trọng là tiểu linh cảnh tứ đến lục trọng là địa linh cảnh thất đến cửu trọng là thiên linh cảnh siêu việt cửu trọng đó chính là thiên linh cảnh đỉnh phong là linh vương chẳng khác gì là tiên cảnh đỉnh phong một chân tùy thời có khả năng bước vào đại cảnh giới kế tiếp mê cảnh thu liệp vậy mà sẽ bài xích tiểu linh cảnh cường giả trở lên giang trần cảm thấy có chút hiếu kỳ không gian kỳ quái như vậy ngược lại là hiếm thấy như thế nói đến mê cảnh này thật không phải cổ quái bình thường a à, bí cảnh chỉ là một không gian độc lập, một không gian do siêu cấp đại năng mở ra. Đối với thực lực có hạn chế, ngược lại là có. Nhưng mà loại không gian có hạn chế này, vậy thì ít hơn nhiều. Đúng vậy, cho nên, lần mê cảnh thu liệp này, mạnh nhất cũng chỉ có thể là tiên cảnh tam trọng thiên, lại mạnh căn bản không vào được. Đan Phi giải thích nói, phượng giao kia là 30 năm trước, có người từ trong đó lấy ra, đưa cho lão gia tử làm hạ lễ. Phượng giao này, lão gia tử nuôi dưỡng 30 năm, lão nhân gia phát hiện Kỳ thú con của Phượng Giao này, nhiều lắm là tiên cảnh nhất trọng thiên, thậm chí chỉ nửa bước tiên cảnh, bởi vì nó ngoại trừ có một linh hải, linh trí gì đó, cơ hồ là trống rỗng. Thế nhưng mà, 30 năm sau, Phượng Giao hiện tại đã có thực lực tương đương với tiên cảnh ngũ trọng thiên, ít nhất có thể cùng một cường giả địa linh cảnh nhân loại đánh đồng. Đan Phi nhắc tới Phượng Giao, trong con người cũng hiện lên một tia khát vọng. Phượng Giao là thượng cổ huyết mạch, bản thân có năng lực tiến hóa, cái này có gì kỳ quái sao? giang trần ngược lại cảm thấy đây hết thảy không có gì kỳ lạ quý hiếm không đơn thuần là phượng giao lão gia tử sống nhiều năm như vậy từ trong mê cảnh lấy được thú con linh thú cũng không chỉ mình nó mỗi một con vậy mà đều có năng lực tiến hóa huyết mạch điểm này là linh thú bản địa chúng ta hoàn toàn không có tuy ở phương diện tăng thực lực lên tốc độ đều không sai biệt lắm nhưng sau khi huyết mạch tiến hóa đại biểu cho tương lai tiềm lực tăng lên là hoàn toàn bất đồng giang trần nói như vậy ngươi hiểu không trong nội tâm Giang Trần buồn cười, hắn không hiểu. Hắn hiểu, nhưng Diệp Trọng Lâu lão gia tử chưa hẳn hiểu. Chương 324, hành ý của Đan Phi 2. Đan Phi tỷ, vậy ngươi cảm thấy, Phượng Giao ngũ dục thú kia của các ngươi, cuối cùng tiềm lực có thể tới cấp bậc gì? Căn cứ lão gia tử đánh giá, tiềm lực của nó, thậm chí có khả năng siêu việt thành tựu của lão gia tử. Lão gia tử bây giờ là thiên linh cảnh đỉnh phong, bị người tôn là linh vương. Nhưng mà, Phượng Giao ngũ dục thú kia, Lão gia tử suy đoán nó có hy vọng tiến giai đến thánh phẩm linh thú. Mà thánh phẩm linh thú thì tương đương với nguyên cảnh tôn giả nhân loại. Nói đến đây, ở trong khẩu khí của Đan Phi cũng tràn đầy hướng về bốn chữ nguyên cảnh tôn giả ở trong miệng nàng, tựa như thần linh không thể khinh nhờn, nói cẩn thận từng ly từng tí, tràn ngập thành kính. Chỉ là, khi Đan Phi nhìn xem Giang Trần biểu lộ bình thản, lại nhịn không được duyên dáng gọi to, "Giang Trần, ngươi đến cùng hiểu hay không a?" À? "Hiểu a, à, hiểu." Sao ngươi một điểm phản ứng cũng không có?" Đan Phi tức giận nói, "Cũng bởi vì ta hiểu, cho nên ta không có phản ứng. Ngươi cảm thấy ta nên phản ứng như thế nào? Chẳng lẽ phải khoa trương la to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi? Sau đó như ngươi, toát ra sùng bái vô hạn. Đây mới gọi là hiểu sao?" Giang Trần cảm thấy buồn cười. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Đan Phi lẽ thẳng khí hùng nói. "Nói nhảm, ngươi cái kia gọi là không hiểu giả hiểu, không phải thực hiểu." phượng giao ngũ dực thú giàu gì cũng là thượng cổ huyết mạch ở trong mắt các ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy chỉ có khả năng đột phá thánh phẩm linh thú xem ra các ngươi thật không hiểu tiềm lực chính thức của thượng cổ huyết mạch a à, ngươi ngươi nói cái gì trên khuôn mặt thanh nhã của đan phi lộ ra vẻ kinh ngạc ta nói cái gì vẫn không rõ sao không nên nhìn thượng cổ huyết mạch kém như vậy mặc dù phượng giao ngũ dực thú chỉ có chút thượng cổ huyết mạch nhưng chỉ cần là thượng cổ huyết mạch tiềm lực của nó so với linh thú bình thường cao hơn hơn nữa cao không chỉ một bậc. Giang Trần, ngươi nói đó là thượng cổ huyết mạch, hơn nữa lần trước ngươi cũng nhắc sự tình huyết mạch tiến hóa. Cũng bởi vì như vậy, lão gia tử mới bảo ta tìm ngươi tổ đội. Giang Trần, ngươi đã hiểu, vì cái gì không giúp ta? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cùng nhau nghiên cứu, vạn nhất về sau để cho chúng ta nghiên cứu ra thánh phẩm linh thú, cách cục võ đạo của xung quanh 16 quốc, liền triệt để cải biến a. Giảng như thế nào? Giang Trần phát hiện Đan Phi này xoay chuyển chủ đề, thật đúng là không phải nhanh bình thường a. À, vừa rồi vẫn là nói linh thú, thoáng cái liền nhảy lên đến cách cục võ đạo rồi. Cái này vẫn chưa rõ sao. Quanh thân 16 quốc, cường đại nhất là tứ đại ẩn thế tông môn. Bảo Thụ Tông, Tử Dương Tông, Lưu Vân Tông, còn có Vạn Linh Tông. Bốn đại tông môn này, thực lực tương đương, đều có cường hạng. Nhưng mà, bốn đại tông môn này, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là nguyên cảnh sơ kỳ tiểu nguyên tôn giả. Mà chúng ta, nếu như có thể thông qua đào tạo, không ngừng xuất hiện thánh phẩm linh thú thực lực có thể so sánh nguyên cảnh cường giả, cái này không phải là cải biến cách cục võ đạo của liên minh 16 nước sao? Đan Phi càng nói càng kích động, ngẫm lại loại tiền cảnh mỹ diệu kia, nàng đã cảm thấy có cảm giác thành tựu. Tưởng tượng đến loại cục diện kia, mà nàng là một trong người sáng lập ngày sau trong lịch sử quanh thân 16 quốc, tất nhiên lưu danh sử xanh. Đại sự như vậy, Đan Phi cảm thấy, Giang Trần không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Như thế nào? Giang Trần, ngươi không biết là loại sự tình này, rất có cảm giác sứ mạng sao. Trong mắt của Đan Phi, tràn đầy một loại tự tin. Giang Trần sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, cải biến cách cục võ đạo 16 nước. Đúng vậy. Đan Phi gật đầu. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cách cục võ đạo của 16 nước biến hay không biến, bề ngoài giống như cùng ta quan hệ không lớn a. À, Giang Trần nhịn không được nói. Ngươi, mặt mày Đan Phi thoáng như phủ một tầng băng xương, thở phì phì đứng lên. Giang Trần, ngươi người này, đến cùng có một chút ý thức trách nhiệm hay không? Ngươi còn có phải đệ tử của Liên minh 16 nước hay không? Ta, ta đương nhiên là phải, thế nhưng mà cải biến cách cục võ đạo, thật sự trọng yếu như vậy sao? Giang Trần có chút không hiểu. Đan Phi thật có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dáng người yểu điệu bởi vì tức giận mà hơi có chút run rẩy. Giang Trần, ngươi không nên để cho ta thất vọng như vậy, được chứ? Được rồi. Giang Trần im lặng. Nể tình chữ vật giới chỉ, dù sao ta sẽ hết sức là được bất quá từ tục tiễu nói trước sau khi tiến vào mê cảnh ta muốn ngươi không thể làm vượt không thể truy vấn tìm hiểu đan phi nghe giang trần đồng ý lập tức vui vẻ ra mặt nói tốt quyết định như vậy đi chỉ cần ngươi giúp ta bắt được một thú con linh thú như thế nào cũng được nói ra năm chữ cuối cùng đan phi phát hiện giang trần lộ ra nụ cười nghiền ngẫm lập tức biết rõ mình tự hồ nói sai khuôn mặt xoát một phát đỏ lên theo mê cảnh thu liệp đến không khí vương đô lại náo nhiệt lên chư hầu đệ tử các nơi, cũng nhao nhao đi tới vương đô, chuẩn bị đến bên ngoài bảo thụ tông, tiến vào mê cảnh. Lần này nhân số báo danh tham gia, khoảng chừng gần 5.000 người. Dù như vậy, danh ngạch còn lộ ra rất thiếu, có chút danh ngạch, thậm chí bán được trên trăm vạn lượng bạc. Bảo thụ tông thực biết kiếm tiền, mở ra mê cảnh mà thôi, từng danh ngạch đều muốn thu 20 vạn lượng bạc phí báo danh. 5.000 danh ngạch, mỗi người thu 20 vạn lượng bạc, chỉ là số thu nhập này, cũng rất khả quan. Cái này còn không tính ở trong mê cảnh thu liệp, vật đạt được còn phải phân một nửa cho bảo thụ tông. Bảo thụ tông này, quả thực là cố định chia tiền A. À. Giang Trần cảm thán. Trần Thiếu, người lần thứ nhất tham gia mê cảnh thu liệm, phải chú ý một chút. Nhất là phải nhớ kỹ thời gian, tuyệt đối không thể bởi vì tham công, quên thời gian đi ra A. À. Bằng không mà nói, ở lại bên trong không ra, cái kia liền không ổn rồi. Điền Thiệu cười ha hả nói. Giang Trần nghĩ thầm dù ta không sợ chết, đan phi, nữ nhân có cảm giác sứ mạng mười phần kia, khẳng định sẽ sợ, Lão Điền, lần này tại sao ngươi không đi?" Điền Thiệu cười nói, "Chúng ta có quân chức, không thể đi." Chẳng những ta, đám người Tân Vô Đạo, Luật Vô Kỵ, bọn hắn cũng không đi được." Diệp Dung gật gật đầu, "Có quân chức, một cái cũng không thể đi." Bằng không thì cao thủ trong quân đi hết, vạn nhất quốc gia xuất hiện biến cố, không phải sẽ lộn xộn." Giang Trần đẩy Tiết Đồng ra, cười nói, "Tứ Vương tử, Tiết Đồng là trợ thủ đắc lực của ta, vừa mới tấn chức 11 mạch chân khí đại sư không lâu, lần này ta giao hắn cho ngươi. Bái kiến tứ vương tử. Tiết đồng rất hiểu chuyện, cung kính hành lễ. Ha ha, quả nhiên là trong cường thủ hạ không nhược binh. Giang Trần, tùy tùng này của ngươi, chỉ sợ niên kỷ so với ngươi còn nhỏ a. À, có tu vi như vậy, khó được, khó được. mươi 325, mê cảnh thu liệp bắt đầu. Giang Trần cười nói, tu vi cường thịnh trở lại, còn phải thoát phàm nhập linh, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Ta để hắn đi vào thí luyện, cũng là vì cho hắn một cơ hội rèn luyện mấy người cười cười nói nói bỗng nhiên đi tới một đám người cầm đầu đúng là đại vương tử diệp đại cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt trên mặt diệp đại vốn là treo mỉm cười lập tức hiện lên một mảnh mây đen ngược lại là diệp dung cười ha ha hô đại ca ngươi cũng tới chỉ cho phép ngươi tới không cho phép ta đến diệp đại nhàn nhạt hỏi lại diệp dung cười nói ta cho rằng đại ca vạn kim chi thể sẽ không tham gia lão tứ ngươi gần đây rất đắc ý a à? hy vọng lần mê cảnh thu liệp này ngươi thuận lợi một chút diệp đại giống như cười mà không phải cười vung tay lên mang theo một đám tùy tùng đi qua nhìn đoàn người diệp đại nghinh ngang rời đi giang trần như có điều suy nghĩ nhắc nhở tứ vương tử xem ra mê cảnh thu liệp này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh diệp dung biểu lộ ngưng trọng mê cảnh thu liệp cho tới bây giờ đều không bình tĩnh mặc kệ như thế nào lần này ta không có đường lui rồi chỉ giáo cho trên mặt diệp dung khẽ nhăn một cái ngữ khí nghiêm nghị nói, từ trong cung truyền đến tin tức, nghe nói phụ vương đã quyết định tháng riêng sang năm, sẽ lập thái tử. Hôm nay đã là cuối thu, nói như vậy, cũng chỉ còn 3-4 tháng thời gian. Đúng vậy, tin tức này quá đột nhiên, hiện tại từng vương tử, đều đang tìm hết thảy cơ hội, ở trước mặt phụ vương biểu hiện mình. Diệp dung ngữ khí ngưng trọng, nhà mẫu thân Diệp đại, quyền thế rất lớn, lực ảnh hưởng cực cao. Hiện tại đã ở trong triều đình, hình thành một lực lượng, bắt đầu vì Diệp Đại thổi phồng tạo thế, nếu như lần mê cảnh thu liệp này, ta không thể biểu hiện ra đầy đủ lực hấp dẫn, chỉ sợ thái tử vị rất khó hỏi thăm." Điền Thiệu thở dài, đáng tiếc Giang Trần huynh đệ bị Đan Phi tiểu thư điều động, bằng không mà nói, có Giang Trần huynh đệ xuất lực thay tứ vương tử, mê cảnh thu liệp này tất sẽ phi thường đặc sắc." Diệp Dung cười ha ha, "Đan Phi điều động Giang Trần, đó là sự tình không có biện pháp." Diệp Dung vô luận như thế nào, cũng không có khả năng cự tuyệt Đan Phi. Ngẫm lại, Đan Phi điều động Giang Trần, tất sẽ cảm thấy thiếu nợ Diệp Dung hắn một cái nhân tình. Nếu Đan Phi có thể ở trước mặt lão gia tử nói vài lời hữu ích, không chừng thu hoạch còn nhiều hơn nữa. Giang Trần cười cười, lại không nói gì. Hắn đối với vương tử tranh đấu, ai làm thái tử, kỳ thật hứng thú không lớn. Bất quá hắn cuối cùng là khách khanh trên danh nghĩa của Diệp Dung, từ trên tình cảm, vẫn là hy vọng Diệp Dung có thể kế thừa đại thống, đoạt được vị trí thái tử. Ít nhất Diệp Dung làm thái tử, Giang Trần hắn là người nhất mạch ở Thiên Quế Vương quốc sẽ càng dễ lăn lộn nếu để cho Diệp Đại làm thái tử, về sau nhất định không thiếu sự tình tranh đấu. Giang Trần, mọi người đang nói, xa xa một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, đúng là Đan Phi. Hôm nay Đan Phi ăn mặc, cùng phong cách thanh nhã tinh xảo bình thường có phần không giống. Một thân võ giả ra bảo phi thường lưu loát, trang bị quần đùi bằng da, che kín một nửa đùi. Dưới đầu gối là hai bắp chân thon dài, cột băng dính đặc thù, chân mang ủng da, vác trên lưng một cái giỏ trúc, Khí chất cả người trở nên phi thường đặc biệt, cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Thấy mọi người nhìn chằm chằm, Đan Phi khoan thai cười cười, "Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ sao?" Diệp Dung cười khổ nói, "Đan Phi tỷ, ngươi thật đúng là phong cách bách biến a, à. trước kia là phong cách thanh nhã ung dung, hôm nay biến hóa nhanh chóng, lại trở thành võ sĩ khí khái hào hùng. Bớt vuốt mông ngựa đi, các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Không sai biệt lắm đã tới thời gian xuất phát." Nhìn ra được, hôm nay tâm tình của Đan Phi vô cùng tốt một đoàn người cười cười nói nói, tụ tập lại với nhau, bắt đầu xuất phát. Ra vương đô, ước chừng đi ba bốn trăm dặm, liền đến sân mạch ngoài bảo thụ tông. Bảo thụ tông là ẩn thế tông môn, địa bàn của nó không phải là ngoại giới chứng kiến đơn giản như vậy. Ở trong ngoại vi sân mạch, kỳ thật có động thiên khác, không có tọa độ độc nhất vô nhị của tông môn, người ngoài căn bản và không được thế giới chính thức của tông môn. Người phụ trách chủ trì mê cảnh thu liệp này là một gã trưởng lão của bảo thụ tông mà bên thiên quế vương quốc thình lình là diệp trọng lâu lão gia tử nhìn trưởng lão bảo thụ tông thần thái đối với diệp trọng lâu lão gia tử là cung kính chiếm đa số ẩn ẩn người chủ trì mê cảnh thu liệp chính thức là diệp trọng lâu lão gia tử giang trần hơi có chút kinh ngạc trên mặt đan phi lại treo mỉm cười đây hết thảy hiển nhiên nàng đã sớm biết mê cảnh thu liệp lão gia tử rất xem trọng trên thực tế bảo thụ tông chỉ cung cấp địa bàn chính thức chủ trì là lão gia tử đan phi thấy vẻ mặt giang trần ngoài ý muốn mới giải thích vài câu hắc hắc nếu lão gia tử chủ trì có thể ăn gian hay không giang trần cười hỏi đầu óc ngươi nghĩ cái gì a à? đan phi không vui đôi mi thanh tú có chút nhăn lại ngươi bây giờ là đồng đội của ta sao có thể sinh ra loại ý niệm không cầu phát triển này chứ giang trần nhún vai hắn biết rõ cùng nữ nhân đấu võ mồm là chuyện nhàm chán nhất vĩnh viễn cũng không thắng được một khi tiến vào mê cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách thời gian chưa tới căn bản cũng ra không được người muốn ăn gian không có cửa đâu đan phi thấy bộ dạng giang trần không yên lòng không khỏi khó thở giang trần hiện tại bổn cô nương cũng hoài nghi mời ngươi tổ đội đến cùng có phải lựa chọn chính xác hay không rồi ngươi có chút chính hình được hay không hắc hắc đây là đan phi tỉ muốn khai trừ ta sao đôi mắt dễ thương của đan phi trợn lên oán hận nói ngươi muốn ta khai trừ ta hết lần này tới lần khác không khai trừ ngươi hai người đang nói chuyện phía trên trưởng lão bảo thụ tông đi lên đài, hai tay nhẹ nhàng ép vài cái. Yên lặng, yên lặng. Mê cảnh sắp mở ra, theo như trình tự đi đến, mỗi một tiểu đội, theo thứ tự tiến vào. Cửa vào có truyền tống trận pháp, một khi đi vào, ai cũng không biết sẽ truyền tống đến khu vực nào. Cho nên, các ngươi phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Quy tắc vẫn như dĩ vãng. Các ngươi từ bên trong được thu hoạch, bảo thụ tông thu một nửa, còn lại một nửa quy các ngươi sở hữu. Ngoài ra lần này, đồng dạng thiết trí bài danh top 3, cụ thể tính toán như thế nào, quy tắc như thế nào, lúc đi ra các ngươi có thể tra. Số lượng săn giết càng nhiều, thứ tự sẽ càng cao. Bài danh top 3 sẽ được ban thưởng thêm. Còn có ban thưởng? Bảo thụ tông tự mình xuất tiền túi sao? Giang Trần thật không biết, bài danh cao, rõ ràng còn có ban thưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều, Bảo thụ tông chỉ biết cố định lấy tiền, bọn hắn sao có thể tự móc tiền túi? Chương 326, tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy một đan phi tức giận tựa hồ đối với tác phong của bảo thụ tông không quá hài lòng phần thưởng kia từ đâu mà đến giang trần hiếu kỳ lông dê ra trên người dê chứ đâu tất cả đội ngũ thí luyện giao nộp một nửa thu hoạch ở trong một nửa đồ vật này sẽ rút ra một thành ban thưởng cho đội ngũ thứ nhất lại rút ra một thành ban thưởng thứ hai thứ ba thứ hai phân sáu thành thứ ba phân bốn thành giang trần nghe mà giờ khóc giờ cười bảo thụ tông này quả nhiên là vắt cổ chảy ra nước a bọn hắn cố định phân một nửa, lấy ra hai thành trong đó để ban thưởng, còn lại tám phần, toàn bộ vào túi riêng của bọn hắn. Vậy ngươi cho rằng vì cái gì tông môn cường đại như vậy? Giàu đến chảy mỡ. Bọn hắn dựa vào đúng là loại vắt cổ chảy ra nước này, chỉ có vào chứ không có ra. Giang Trần ngượng ngùng cười cười, ngẫm lại cũng có đạo lý, một tông môn muốn lớn mạnh, tài nguyên tự nhiên là phải tập trung ở trên người tinh anh. Tham gia mê cảnh thu liệm, đại bộ phận là võ giả thế tục, nhất định là không thể nào trở thành đệ tử tông môn bảo thụ tông tự móc tiền túi ra ban thưởng, hiển nhiên không có khả năng. Lão phu đến nói vài lời. Lúc này, thanh âm của Diệp Trọng Lâu lão gia tử vang lên. Mê cảnh thu liệp là việc trọng đại của võ giả Thiên Quế Vương quốc, cũng là cơ hội thí luyện khó được của các ngươi. Lão phu đối với các ngươi không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng có một ít lời khuyên phải nói. Chủ đề mê cảnh thu liệp ở chỗ săn giết con mồi. Ân oán cá nhân giữa các ngươi, tốt nhất là không dẫn vào trong đó trên nguyên tắc mê cảnh thu liệp là cấm các đội ngũ chém giết lẫn nhau giải quyết tư oán đương nhiên loại cấm đoán này rất vô lực không dễ thao tác nhưng mà lão phu muốn cường điệu chính là ở trong đó chém giết một khi ra tai nạn chết người trừ khi người che giấu vô cùng tốt làm không hề lỗ thủng nếu không một khi bị người tố giác vạch trần hoặc là bị điều tra ra kẻ chủ động giết người sẽ chịu tội như ngoại giới sát nhân cấm chém giết cái này không dễ cấm nhưng chém giết, như ngoại giới đồng dạng có phong hiểm. Một khi bị điều tra ra, cũng phải chịu tội như ở ngoại giới. Cùng những tiểu đội khác bất đồng, tiểu đội của Đan Phi, chỉ có hai đội viên, lộ ra rất là đặc biệt. Bất quá, đừng nhìn bọn hắn chỉ có hai đội viên, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt nhất, cũng được chú ý cao nhất. Bởi vì, trang bị của Đan Phi, đối với con dòng cháu giống quen nhìn Đan Phi thanh nhã mà nói, Đan Phi lộ ra một mặt giã tính kia, làm cho hormone sinh dục trong cơ thể bọn họ, là khó có thể ức chế tăng lên kỳ quái không phải đan phi tiểu thư đều độc hành sao lần này sao lại có một đồng đội tiểu tử này là ai dựa vào cái gì hắn có thể cùng đan phi tổ đội gặp quỷ rồi thế đạo thay đổi sao ngay cả đan phi độc lai độc vãng cũng bắt đầu tổ đội trời ạ à, nữ thần của ta vậy mà cùng nam nhân khác tổ đội đáng giận đáng giận tên kia là ai quay đầu lại nhất định phải hỏi thăm một chút chẳng lẽ đan phi gần đây tầm mắt cực cao lại có người trong lòng Ai, nếu ta có thể cùng đan phi tiểu thư tổ đội, dù lại lấy tiền ta cũng làm a. À. Vô số nam nhân oán niệm, đối với Giang Trần hầm hừ, nếu như điều hóa thành nước miếng, đủ để khiến Giang Trần chết đuối 10 lần 8 lần. Giang Trần lão thần khắp nơi, đứng ở một bên, cùng đan phi bảo trì khoảng cách nửa cánh tay, không nhìn ngoại giới hâm mộ ghen ghét. Hận, cách đó không xa, một ánh mắt âm tàn, rơi vào trên người Giang Trần, đúng là đại vương tử diệp đại. Giang Trần, ngươi có tài có đức gì? Vậy mà cùng đan phi tổ đội lão tứ này chẳng lẽ cũng thua ở dưới váy đan phi sao bằng không thì như thế nào cam lòng để giang trần cùng người khác tổ đội trong nội tâm diệp đại cũng vô cùng vạn vẹo hận không thể đi lên một cước dẫm bạo giang trần sau đó chuyển thành mình cũng không phải giang trần cố ý trang bức hắn cũng biết cùng đan phi tổ đội là một sự tình phong hiểm rất lớn rất kéo cừu hận nhưng việc này đã không có cách nào cải biến hắn đành phải khép lại ngũ giác dứt khoát nhắm mắt minh tưởng bằng không thì ngoại giới tràn ngập các ánh mắt oán niệm thấy nhiều cũng xui. Ước chừng sau nửa canh giờ, bàn tay trắng nõn của Dan Phi ở bên hông Giang Trần nhéo một cái, đừng giả bộ chết nữa, đến phiên chúng ta vào. À, Giang Trần bị đau, mơ mơ màng màng theo Đan Phi đi vào truyền tống trận pháp. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bạch quang, liền tiến vào trong truyền tống trận pháp. Sau một khắc, khi tầm mắt của hắn khôi phục, đã xuất hiện ở trong thế giới mê cảnh rồi. Trước mắt là một hồ nước cực lớn, nước như gương sáng, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, vừa nhìn lên, thẩm mỹ liền để cho người hô hấp tăng nhanh. Nơi hai người đặt chân, đúng là bên cạnh bờ hồ nước này. Đan Phi nhìn qua ý cảnh như vẽ, tâm tình cũng thật tốt, không khỏi thở dài, thật sự là quá đẹp. Đây là trong ba lần ta tham gia bí cảnh thí luyện, gặp được nơi đẹp nhất. Vừa dứt lời, đột nhiên mặt hồ không hề có dấu hiệu vọt lên một đoàn bọt nước, một thủy tiễn trực tiếp bắn đến, trong thủy tiễn, thậm chí có một con ngạc ngư hung hãn lao thẳng tới, dương miệng lớn dính máu, hướng đan phi cắn xuống. Giang Trần phản ứng cực nhanh, trực tiếp nện tới một quyền, nghiệt xúc, cút ngay, một quyền này vừa chuẩn lại hung ác, ở lúc ngạc ngư bổ tới cách đan phi một mét, hung hăng đập lên cầm của nó. Ngạc ngư kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ cái cầm hoàn toàn thối giữa, phần phật lạp, hóa thành một đoàn huyết nhục. Mà thân hình ngạc ngư, thì nương theo tiếng kêu thảm, lần nữa trở về trong nước. Đan phi đột nhiên bị tập kích, tuy coi như chấn định, nhưng bao nhiêu cũng có chút mất hứng. Đôi mắt dễ thương liếc nhìn Giang Trần, mỉm cười nói, Ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu thương hương tiếc ngọc chứ." Giang Trần cười ha ha, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta là sợ vạn nhất ngươi có sơ suất, đi ra ngoài lão gia tử không xé ta mới lạ." Hắc hắc, "Đừng giải thích, bổn cô nương không thích nghe." Vừa nói, hai chân thon dài đi tới cạnh bờ, đi đến bãi cỏ phía trước, lưu cho Giang Trần một bóng lưng cực kỳ vũ mị lại không thiếu dã tính. Giang Trần không thể không thừa nhận, dáng người của nữ nhân này hoàn toàn chính xác có vốn liếng ngạo nhân. "Đan Phi tỷ, định lực không tệ a." À giang trần bước nhanh đuổi kịp cười nói một câu cái gì định lực không tệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn của đan phi nhách lên không biết ngươi nói cái gì hành động cũng không tệ ta ngược lại hiếu kỳ nếu ta không đánh một quyền kia ngươi tới khi nào mới né tránh đan phi khanh khách một tiếng lại không trả lời bộ pháp nhẹ nhàng rất nhanh đi đến phía trước giang trần dọc theo con đường này ngươi là hộ vệ của ta không phải vạn bất đắc dĩ bổn cô nương sẽ không xuất thủ chương 327, tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy hai. Dáng người đan phi đẫy đà yểu điệu, ở trong cánh đồng bát ngát, cấu thành một bức tranh cực đẹp. Giang Trần bất đắc dĩ, hắn biết rõ, đấu tâm cơ, đấu tính tình, cái này nữ nhân đều là cao thủ đỉnh cấp. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đã đến nơi này, vậy thì cam chịu a. À. Nàng không ra tay, Giang Trần cũng không sao cả. Dù sao lần này hắn tới, cũng không phải vì săn giết bao nhiêu con mồi, mà là vì lịch lãm rèn luyện đưa mình vào một hoàn cảnh lạ lẫm, tùy thời có khả năng xuất hiện nguy cơ, tùy thời có khả năng xuất hiện uy hiếp chí mạng. Loại hoàn cảnh này mới là mị lực lớn nhất của thí luyện. Một đường đi qua, tốc độ của Đan Phi không chậm, nhưng cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa, ngẫu nhiên sẽ ngồi xổm ven đường, nhìn nhìn ngó ngó, quan sát bốn phía. Ước chừng đi hai ba mươi dặm, trên đường đi, liền gặp bảy tám lần quấy rối. Chỉ là, cho tới bây giờ, gặp được quấy rối đều là phàm phẩm hung thú, tương đương với chân khí cảnh nhân loại tuy sức chiến đấu có thể so với chân khí đại sư nhưng mà ở trước mặt giang trần lại không ra sóng gió gì có hai con hơi bướng bỉnh hung hãn bị giang trần ba quyền hai chân trực tiếp chụp chết còn có hai con nhìn thấy giang trần cũng không biết giang trần dùng bổn sự đặc thù gì dứt khoát đường vòng kẹp lấy cái đuôi lẻn mất một màn này xem ở trong mắt đan phi cảm thấy vô cùng kỳ quặc mà đồng dạng những cử động kia của đan phi ở giang trần xem ra cũng không hiểu thấu hai người tự hồ như đang giận lẩy ai cũng không để ý ai tổ hợp hiếm thấy như thế ước chừng đi bảy tám chục dặm đan phi có chút gánh không được chủ động phá vỡ trầm mặc này giang trần ngươi có phải là nam nhân hay không nói mấy câu sẽ chết sao giang trần sững sờ nói cái gì không phải ngươi đang tìm kiếm thú con linh thú sao ta sợ nói chuyện quấy dày ý nghĩ của ngươi a lấy cớ rất đường hoàng làm cho đan phi trợn mắt sao ngươi phá sản như vậy không phải cho ngươi chữ vật giới chỉ sao những thú hạch kia, sao ngươi không thu? Một ít rác rưởi, thu làm gì? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Giang Trần nhún vai, hắn thật không phải sĩ diện cái láo. Loại hung thú phẩm phẩm này, thu thập thú hạch nhiều hơn nữa, cũng bán không bao nhiêu tiền, còn chiếm không gian chữ vật giới chỉ. Rác rưởi. Giang Trần, có phải ngươi cảm thấy mình rất có tiền hay không? Bán thú hạch lấy tiền ngươi biết không? Chúng ta đi vào nơi này, bỏ ra một người 20 vạn, ngươi hiểu không? Cũng không phải ta ra tiền A, à? giang trần vui vẻ đó là tiền của ta đan phi trầm xuống bộ dáng tham tiền nói ngươi đừng quên là ta thuê ngươi tới ngươi không thu thú hạch là bại gia sản của ta hơn nữa sau khi ra ngoài thu hoạch con mồi còn có xếp hạng xếp hạng không có hứng thú cái miệng anh đào nhỏ nhắn của đan phi há to còn muốn nói cái gì lại bị giang trần đánh gãy ta nói ngươi rút cuộc là đến kiếm tiền hay là đến tìm thú con linh thú ta biết đại khái vì cái gì hai lần trước ngươi tham gia mê cảnh thu liệp luôn không thành công rồi. Đan Phi tỷ, không phải ta nói gì ngươi, nhưng tâm hồn tham tiền là không đúng. Đan Phi thiếu chút nữa bị hắn nói thức thổ huyết. Tiền kia đều là Đan Phi nàng ra. Tiểu tử này ngược lại tốt, chẳng những không thu thú hạch, còn hiên ngang lẫm liệt nói nàng tham tiền. Đáng giận, đây quả thực quá ghê tởm. Ngươi đừng không phục. Muốn kiếm tiền, bên ngoài rất dễ kiếm, cần gì phí chắc trở lớn như vậy, vào trong mê cảnh kiếm tiền. Dù sao thú hạch ta là không thu, ngươi muốn nhặt thì nhặt đi, khẩu khí của Giang Trần mười phần lưu manh, dù sao ca là không lấy. Đan Phi âm tình bất định, qua một lát, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, thở nhẹ ra một hơi, ngữ khí vậy mà biến đổi. Được rồi, Giang Trần, coi như người đúng. Tiếp tục lên đường đi. Đan Phi chưa từng bị người quát lớn qua như vậy, ngay từ đầu trong lòng thật là có chút ủy khuất. Bất quá nàng rốt cuộc là nữ tử cực kỳ thông minh, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Giang Trần kỳ thật nói có đạo lý. Tổng cộng một tháng thời gian, ở đây lãng phí một chút, chỗ đó lãng phí một chút thời gian rất nhanh liền qua tuy thu hạch có giá trị nhưng mà so với mục đích chủ yếu cái này căn bản không phải chuyện gì hơn nữa muốn kiếm tiền chính như giang trần nói bên ngoài khắp nơi đều là cơ hội kiếm tiền cần gì phải chạy đến nơi đây chịu tội trong đầu nghĩ thông suốt đạo lý này lòng dạ đan phi cũng thuận chỉ là nữ nhi rụt rè khiến nàng không làm được cùng giang trần cười cười nói nói hòa giải nhắc tới cũng kỳ quái Đoạn đường này hai người đi qua, gặp được các loại phẩm phẩm hung thú, nhưng lại một đường thông thuận, phẳng phất những phẩm phẩm hung thú kia, kiêng kỵ cái gì vậy? Cách bọn hắn khoảng 10 mét, liền thuận theo tách ra, căn bản không có ý tứ công kích. Mới đầu Đan Phi nghĩ những con hung thú này trí tuệ siêu quần, biết rõ hai người mình không thể trêu vào. Nhưng về sau càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Phàm phẩm hung thú, nào có trí tuệ cao như vậy? Một đôi mắt đẹp, mang theo vài phần kinh ngạc, âm thầm quan sát Giang Trần, nhưng một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Ở trên mặt Giang Trần, hoàn toàn nhìn không ra chứng cứ việc này cùng hắn có quan hệ. Việc lạ, mê cảnh thu liệp này, ta cũng từng tham gia hai lần rồi. Trước kia mỗi lần tham gia, hơn phân nửa thời gian là ứng phó những hung thú kia quấy rối. Lần này, thật kỳ quái. Trong nội tâm Đan Phi khó hiểu, trực giác của nàng tự nói với mình, việc này nhất định cùng Giang Trần có quan hệ. Thế nhưng mà, dùng kiến thức của Đan Phi đối với tính tình hung thú, lại cảm thấy đó căn bản là sự tình không thể nào làm được mang theo nghi vấn như vậy trên đường đi tâm tình của đan phi đều rất phức tạp muốn hỏi giang trần lại sợ sau khi mở miệng lại bị giang trần qua loa nàng cơ hồ phỏng đoán dù việc này cùng giang trần có quan hệ thằng này khẳng định cũng sẽ đánh chết không nhận cho tới bây giờ đan phi cũng tin tưởng lão gia tử phán đoán đối với giang trần trên người giang trần này hoàn toàn chính xác có một loại cảm giác thần bí đặc biệt ở trên người hắn phát sinh các loại sự tình bất luận chuyện gì đều tràn đầy sắc thái thần kỳ không thể tưởng tượng ngay thời điểm đan phi nghĩ ngợi lung tung giang trần đi ở trước nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại cả người như một cây cung kéo căng tràn đầy khí thế vận sức chờ phát động làm sao vậy đan phi thấy giang trần bỗng nhiên biểu hiện khác thường hơi có chút kinh ngạc giang trần thấp giọng nói có linh phẩm linh thú qua lại hơn nữa không chỉ một con thật vậy chăng nghe được giang trần nói trong đôi mắt đẹp của đan phi bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng truy vấn Ngươi có thể cảm ứng được. Đại khái cách bao nhiêu không? Có thú con không? Giang Trần nhíu mày suy ngẫm, qua một hồi, lông mày mới nhẹ nhàng buông ra, không có thú con, đều là linh phẩm linh thú trưởng thành. Chương 328, muốn hợp tác, trước bàn chia của một. A, à, không có thú con. Đáng tiếc. Khuôn mặt động lòng người của Đan Phi hiện lên một tia mất mát. Ta nhìn ngươi là muốn linh thú thú con muốn điên rồi. Lúc này, dù có thú con, ngươi đi trộm như thế nào, ngươi sẽ không muốn bị một đám linh thú vây công chứ? Đan Phi đưa tay ra, cười hắc hắc nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Có thú con, cũng nên bốc lên một chút phong hiểm. Nữ nhân này nói đến linh thú thú con, con ngươi liền lóng lánh lấy một loại hào quang cuồng nhiệt. Loại biểu lộ này, tựa như địa chủ thấy được một đống vàng bạc châu báu, hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ nhân này, bình thường nhã nhặn, một khi điên, vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Giang Trần khuyên bảo chính mình, nhất định phải kiềm chế nữ nhân này xúc động bằng không thì, một khi nàng điên, không quan tâm muốn đi đào hang ổ linh thú, thực có khả năng đem hai người góp vào A, linh phẩm linh thú, huyết mạch tinh thuần. Thế giới pháp tắc, có đôi khi là kỳ diệu như vậy. Bất kể là tu sĩ nhân loại, hay là linh thú giới, huyết mạch càng tinh thuần, thực lực càng cường hãn, nhưng năng lực sinh sôi nảy nở, lại càng yếu. Linh thú huyết mạch tinh thuần, chu kỳ sinh sôi nảy nở, thấp nhất cũng phải 10 năm 20 năm, hơi chút cao, đều phải năm 30 năm, thậm chí, có chút linh thú trên trăm năm mới có một cơ hội sinh sôi nảy nở hậu đại cho nên tại linh thú giới bất luận một đầu linh thú nào ở vào chu kỳ sinh sôi nảy nở nếu như người động con của nó so với động bản thân nó càng nghiêm trọng một khi linh thú phát hiện con của mình bị người trộm ý trả thù tuyệt đối là rất điên cuồng cũng xuất phát từ cân nhắc này giang trần mới không ngừng khuyên bảo chính mình nhất định phải quản tốt đan phi đi một ngày sắc trời cũng dần dần đen lại phía trước vừa vặn có một mảnh cự thạch từng khối cự thạch lớn tự nhiên khảm nạm trên nửa sườn núi hình thành một phong cảnh đặc biệt ở chỗ này qua đêm a xa hơn trước là vùng núi rậm rạp rồi sơn mạch không ngừng chỉ sợ tình huống sẽ phức tạp rất nhiều giang trần đưa ra đề nghị kỳ thật nội tâm hắn đã làm tốt chuẩn bị đan phi phản đối chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là đan phi vậy mà nhẹ gật đầu vậy ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục a thế giới mê cảnh này quả nhiên rất cổ quái ban ngày nhiệt độ rất cao nhưng đến đêm, gió núi thổi qua, dĩ nhiên là hàn khí bức người. Giang Trần coi như tốt, ăn mặc ít nhất còn có thể chống lạnh. Nhưng Đan Phi, từ đùi đến bắp chân, có một phần là hoàn toàn không có vật che chắn. Hai tay ôm chân, cuộn mình, đầu chôn ở giữa hai chân, cố gắng chống cự lấy hàn khí. Nào biết được, theo cảnh đêm càng ngày càng sâu, hàn khí kia cũng càng ngày càng nặng. Đã đến đằng sau, Giang Trần cũng nhịn không được phải vận linh lực trong cơ thể đến chống lạnh lại nhìn Đan Phi, cả người như chim cút, bắt đầu có chút run rẩy. Bất quá, Đan Phi này cũng coi như kiên cường, tuy rất lạnh, nhưng lại không kêu một tiếng. Giang Trần chợt nhớ tới trong nhẫn chữ vật của mình, tựa hồ có chút trang bị, đó là câu ngọc chuẩn bị cho hắn. Lúc ấy hắn không có để ý, tất cả ném vào. Mở ra xem xét, phát hiện câu ngọc quả nhiên chuẩn bị chu đáo, lại có một bộ chăn lông, Giang Trần thuận tay lấy chăn lông ra, đi đến trước mặt Đan Phi, thuận tay đắp lên, choàng ở trên người Đan Phi, bọc lấy a à. lạnh thì nói sớm đi cũng sắp thành chim cút rồi giang trần lắc đầu trở lại chỗ ngồi của mình tìm một bộ trường bào đắp ở trước ngực dựa người vào một tảng đá lớn chậm rãi tiến vào minh tưởng trong đêm khi thật cũng không yên ổn giang trần đang minh tưởng mấy lần cảm ứng được có linh thú qua lại hoặc xa hoặc gần gần nhất thậm chí chỉ cách bọn hắn chừng 500 trăm thước phi tốc mà qua giang trần mấy lần nhịn không được muốn gọi đan phi ly khai chỗ thị phi này nhưng mà cuối cùng nhất vẫn cố nén những linh thú kia tần suất qua lại cao như thế chắc chắn sẽ có linh thú phát hiện bọn hắn thế nhưng mà những linh thú kia một đường đi qua hoàn toàn không có dừng lại hiển nhiên đối với hai người bọn họ hoàn toàn không có hứng thú những linh thú này qua lại nhiều lần như thế rốt cuộc là tình huống như thế nào giang trần nghĩ mãi mà không rõ nhưng không dám xem thường ban đêm rút cục cũng trôi qua sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi trên sườn núi hàn khí trong đêm thoáng cái tản ra nhiệt độ ấm áp để cho người thoải mái lại đến giang trần mở mắt thấy đan phi đã ở đó chuẩn bị bữa sáng rồi nữ nhân này hiển nhiên là làm một ít chuẩn bị bữa sáng cũng rất phong phú giang trần cũng không khách khí đi tới cầm lấy thức ăn đan phi cầm một ly nước không biết trái cây gì nặn ra nói khẽ cảm ơn chăn của ngươi ta đây có phải cũng cảm ơn bữa sáng của ngươi hay không giang trần lười biếng cười cười Đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Hôm nay, chúng ta đi hướng Tây, nói không chừng vận khí tốt, có thể để ngươi tìm được một linh thú thú con. Giang Trần cũng không phải nói giỡn, ngày hôm qua chỉ ít có 7, 8 con linh phẩm linh thú từ Tây Bắc mà đến, hướng phía Nam xuất phát. Tuy không biết phía Nam xảy ra chuyện gì, nhưng những linh thú này nhao nhao ly khai hang ổ, nhất định là có nguyên nhân. Chúng ly khai hang ổ, hang ổ nhất định sẽ hư không. Nói không chừng, thừa dịp hang ổ của chúng trống không, thật sự có thể thừa dịp hư mà vào. Bất quá, cái thời cơ này là phải nắm tốt mới được. Nếu không một khi những linh thú kia phản hồi, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đương nhiên, những linh thú ly khai kia có thú con hay không, đây cũng không biết bao nhiêu. Đan Phi nghe được linh thú thú con, hai mắt quả nhiên tỏa sáng, "Giang Trần, ngươi có đề nghị gì? Ngày hôm qua, còn có trong đêm có 7, 8 con linh thú hướng phía nam chạy vội mà đi. Dùng ta phỏng đoán, phía nam khẳng định xảy ra chuyện gì hoặc là có việc gì sắp sửa phát sinh những linh thú kia đều từ tây bắc chạy tới ta đoán nơi ở của bọn nó có lẽ ở tây bắc nếu chúng ta cẩn thận một chút hướng phía tây bắc đi vận khí tốt thật sự có thể đụng phải một hang ổ có thú con a đan phi mắt đẹp sáng lên giang trần cái chủ ý này không tệ ngày hôm qua thật sự có 7-8 con linh thú đi ngang qua đây sao ngươi đừng nói ngươi không có cảm ứng được a à, ta chỉ cảm ứng được hai lần đan phi thành thật nói trong mắt lập tức bắn ra vẻ mừng rỡ. Giang Trần, không thể tưởng được thần trí của ngươi cường đại, nhạy cảm như vậy. Như vậy xem ra, bổn cô nương mời ngươi tới trợ trận, thật sự là mời đúng người rồi. Bớt vuốt mông ngựa đi. Nói trước, nếu quả thật có thu con, nếu như chỉ có một con, quy ngươi. Nếu có nhiều, còn lại đều quy ta. Giang Trần ra điều kiện của mình. Đan Phi sững sờ, ngươi muốn linh thú thú con làm gì? Giang Trần ung dung cười nói, các ngươi có thể muốn, bằng cái gì ta không thể muốn. Nhớ không lầm, tri thức phương diện linh thú của ta, so với các ngươi còn phong phú hơn a." À. Đan Phi nghẹn lời. Chương 329, muốn hợp tác, trước bàn chia của hai. Nghĩ chỉ chốc lát, mới gật gật đầu, "Nếu không như vậy, con thứ nhất quy ta, con thứ hai quy ngươi. Nếu có con thứ ba, vẫn quy ngươi, con thứ tư quy ta, như vậy một mực luân phiên. Ngoại trừ con thứ nhất ra, mặt khác số lẻ quy ngươi, số chẵn quy ta, như thế nào?" đan phi cũng không muốn ăn thiệt thòi sau khi nói ra đề nghị này lại cường điệu một câu là nam nhân thì đừng có kè mặc cả đừng quên vé vào cửa của ngươi là bổn cô nương bỏ tiền mua giang trần im lặng nữ nhân này thật đúng là không chịu thiệt mê cảnh thu liệp giang trần cố nhiên là được đan phi mời nhưng mà việc này hắn cũng có mục tiêu a à. mục tiêu của hắn là linh phẩm linh thú bất quá linh phẩm linh thú sống hay linh phẩm linh thú chết đều là mục tiêu của giang trần hắn tiến vào tiên cảnh, rất rõ ràng tinh hạch trong cơ thể linh thú là đồ vật trọng yếu cỡ nào. Phàm phẩm hung thú không đáng tiền, nhưng mà linh phẩm linh thú là không thể nào so sánh nổi. Tinh hạch của linh phẩm linh thú ẩn chứa linh lực phong phú, vẫn luôn là vật các tu sĩ khát vọng dùng để miêu tả linh hải, tăng linh lực lên, đó là vật đại bổ không còn gì tốt hơn. Bất quá, Giang Trần tốt xấu cũng có chút phong độ, thấy bộ dạng Đan Phi thật tình như thế, cũng không nên tắc đất tất tranh, chỉ phải lui một bước nhớ kỹ nói lời giữ lời bằng không mà nói nhất phách lưỡng tán người một linh thú thú con cũng không chiếm được đan phi cười hì hì nói xú tiểu tử chẳng lẽ bổn cô nương là loại người hay trở mặt sao có lẽ ngươi không phải nhưng mà thời điểm ngươi nhắc tới linh thú thú con liền thay đổi hoàn toàn thật giống như điên vậy chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử phải ước định tốt mới được ngọc thủ trắng nõn của đan phi khẽ vuốt tóc đen xinh đẹp cười cười nhưng đối với lời nói này của giang trần không có nửa phần giận ý hai người dùng qua bữa sáng thu thập thoáng một phát liền lần nữa xuất phát giang trần ta có một phương pháp quan sát thú con phối hợp lực cảm ứng siêu cường của ngươi hai người chúng ta phối hợp thật sự là không chê vào đâu được đan phi rất hào hứng nhưng giang trần lại không có lạc quan như nàng trước đừng nói những linh thú ly khai kia có thú con hay không dù có trong hang ổ người ta có thể có đồng bọn lưu thủ hay không cũng là vấn đề những linh thú kia tuy đều là linh phẩm sơ dai hoặc là linh phẩm trung giai, nhưng mà sức chiến đấu của linh thú lại phi thường kinh người, nhất là thời điểm chúng bảo hộ thú con, sức chiến đấu cường đại kia càng tăng vọt gấp mấy lần. Cho nên, mạo hiểm giả, bọn hắn tình nguyện cùng nhân loại thực lực ngang nhau chém giết, cũng không muốn đối mặt linh thú cùng hóa. Hai người đi qua đoạn đường này, dùng phương pháp đan phi nói, vậy mà thật sự tìm được hai hang ổ linh thú. Bất quá, trong hang ổ này lại không có thú con tuy trong hang ổ có chút thứ tốt một ít hoa hoa thảo thảo linh phẩm còn có các loại linh dược tuy đều là đồ tốt nhưng không có thú con đan phi lại không có quá nhiều hứng thú đừng nhìn giang trần đối với tinh hạch phàm phẩm hung thú không có hứng thú nhưng mà vật liên quan đến linh phẩm cho dù là hoa hoa thảo thảo giang trần cũng càn quét toàn bộ hắc hắc giang trần ta còn tưởng rằng ngươi coi tiền tài như cạn bã chứ đan phi thật vất và tìm được một cơ hội nói móc giang trần giang trần khẽ đỏ bạch nhãn đan phi tỷ trình độ nói móc của ngươi quá kém muốn cho ta cảm thấy bị châm chọc ngươi còn phải luyện a à, đan phi trực tiếp im lặng nàng phát hiện người này nếu không biết xấu hổ thật đúng là vô địch thiên hạ thời gian lại đi qua ba ngày trong ba ngày thời gian này giang trần ít nhất cảm ứng được hai ba mươi con linh thú lục tục ngo ngoe chạy về phương nam đây là số lượng hắn có thể cảm ứng được còn khoảng cách xa là không tính đến phía nam nhất định xảy ra đại sự Bất quá, linh thú ly khai, cơ hội của chúng ta lại càng lớn. Căn cứ phán đoán của ta, trong những linh thú này, tuyệt đối có linh thú đang nuôi con. Nếu như ta cảm ứng không sai, phía trước nhất định có thú con linh thú. Chỉ xem lúc nào nữ nhân này mới có thể tìm được. Giang Trần cũng không có lạc quan như Đan Phi. Bất luận Đan Phi thúc giục hắn như thế nào, hắn thủy chung không nhanh không chậm, chỉ dùng tiết tấu của hắn. Đến chiều ngày thứ sáu, rốt cục Đan Phi có phát hiện. Giang Trần, ta dám đánh cuộc, phía trước, ở trong thung lũng kia, nhất định có thú con linh thú. Người xác định, ngữ khí của Đan Phi có chút kích động, ta xác định, ta ở phương diện này, nghiên cứu rất nhiều năm, biết làm sao phán đoán có thú con linh thú hay không. Cái mũi giang trần có chút nhíu nhíu, gật đầu, trong không khí, xen lẫn một ít mùi sữa mẹ của linh thú. Bất quá, làm sao ngươi biết không phải vừa vặn có linh thú nuôi con đi ngang qua. Đi ngang qua và thường trú, là có khác nhau. Đi ngang qua, cái mùi này sẽ có quy tích, mà thường trú thì phân bố đều đều. Đây chỉ là một điểm trong đó. Người nhìn những linh dược chung quanh xem, còn những hoa cỏ kia, đều có dấu răng thú con gặm nhấm qua. Ngoài ra, thú con linh thú, cũng có một loại khí thức đặc biệt. Cái này cùng cơ thể mẹ có chỗ bất đồng. Đàn Phi nhẹ nhất đôi bàn tay trắng như tuyết, hưng phấn nói, Giang Trần, ta dám cam đoan, ở đây nhất định có thú con linh thú. Lần này, ta rốt cục chứng kiến hy vọng thành công rồi. Đừng đắc ý quên hình. Giang Trần kịp thời tạc một chậu nước lạnh. Dù nơi này có thú con, làm sao ngươi cam đoan mẫu thân của nó đã đi xa? Ngươi làm sao cam đoan, không có đồng bạn khác ở chỗ này bảo hộ chúng? Nhớ kỹ, bất luận một con linh thú nào, một khi phát hiện con của mình bị uy hiếp, chúng bạo phát ra hung tính, đều là phi thường đáng sợ. Chúng ta phải dùng trí, không thể cứng đối cứng. Cuối cùng, hai người thương lượng thoáng một phát, vẫn là do Giang Trần đi dò xét, thần thức tập trung vị trí thú con, sau đó lại đi trộm lấy. Giang Trần tu luyện thất khiếu thông linh, tự nhiên có biện pháp đem khí tức trên thân thu nhập vào trong thất giác, từ ngoại chuyển nội. Trong sơn cốc có một động quật, bên ngoài động quật kia, quái thạch lởm chởm, địa thế có chút dốc đứng. Bất quá đối với võ giả mà nói, cái này không phải vấn đề lớn gì. Giang Trần quan sát một hồi, dùng pháp môn thất khiếu thông linh, cảm ứng thoáng một phát, trong nội tâm không khỏi dùng mình. Quả nhiên có thu con, hơn nữa có bốn con, tim Giang Trần đập không khỏi có chút nhanh hơn, nhưng lập tức, hắn lại cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Không tốt, vậy mà thật sự có linh thú bảo hộ ở đó. Ta nói mà, làm sao dễ dàng trộm thú con linh thú như vậy? Trong nội tâm Giang Trần nói thầm, nhưng lại không vội xuất thủ. Lui về chỗ Đan Phi, nói tình huống đại khái một lần. Bốn con, nhiều như vậy, hai mắt Đan Phi tỏa sáng. Chương 330, Đan Phi cũng điên cuồng. Đừng cao hứng quá sớm, ngoại trừ bốn con thú con ra, còn có một con linh thú, ít nhất tương đương với tiên cảnh tam trọng thiên của nhân loại. Ngươi có biện pháp đối phó sao? Cái này, đôi mi thanh tú của Đan Phi cao lại, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Những linh thú khác đều chạy về phương Nam, vì sao con linh thú kia không đi? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Đan Phi trầm mặc một lát, loại tình huống này cũng ở trong kế hoạch của ta. Nếu có linh thú bảo hộ, vậy chúng ta nghĩ biện pháp dẫn nó rời đi. Điệu hổ ly sơn, lại trộm thú con. Điệu hổ ly sơn, nói dễ dàng, làm không đơn giản. Giang Trần cười nói, vạn nhất sơ sẩy, sẽ đem mình góp vào. Mỏ quạ đen, đan phi nhẹ khiển trách một tiếng. Giang Trần, ta có một loại linh dược do lão gia tử phối trí, có thể khiến linh thú trong thời gian ngắn, mất đi lực công kích, tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu như có thể để cho linh thú bảo hộ kia ngủ say trong thời gian ngắn, chúng ta không phải là không có cơ hội. Có thể bảo trì bao lâu? Giang Trần hỏi. Đại khái một phút đồng hồ A, Đan Phi nghĩ nghĩ, nói ra. Một phút đồng hồ. Quá ngắn. Một phút đồng hồ, chúng ta còn chưa chạy xa, linh thú men theo khí tức thú con, tìm được chúng ta rất dễ dàng. Đan Phi cười nói, chuyện này ngươi yên tâm, chỉ cần thú con đến tay, ta tự nhiên có biện pháp che giấu những khí tức kia, khiến cho linh thú trưởng thành không cách nào men theo khí tức tìm đến. Giang Trần vẫn lắc đầu, hắn tin tưởng lão gia tử có bổn sự này, nhưng thế sự không có tuyệt đối, ngươi có thể che giấu khí tức thú con, cứ cho là đúng đi nhưng mà một phút đồng hồ có thể đi bao xa một khi linh thú điều động lực lượng bốn phía đồng thời xuất động trải thảm tìm tòi vẫn sẽ rất dễ dàng tìm được bọn hắn một phút tuy không tính ngắn nhưng ở trong địa bàn của người ta lại chưa hẳn có thể chảy thoát giang trần đến cùng ngươi có phải nam nhân hay không không phải đàn ông các ngươi thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm sao cùng lắm thì bốc lên một chút nguy hiểm lấy được bốn con thú con chúng ta liền phát đạt sau khi ra ngoài, mặc cho bọn hắn đạt được bao nhiêu con mồi, chúng ta cũng trăm phần trăm thứ nhất. Thú hay không thú, số lượng nhiều thành núi, cũng không bằng một viên tinh hạch linh thú. Mà 10 viên tinh hạch linh thú, lại không bằng một con linh thú sống. Cái này là sự thật, phàm phẩm không bằng linh phẩm. Ở trong linh phẩm, chết không bằng sống. Chết, ai biết có phải người săn giết hay không? Ai biết có phải linh phẩm linh thú kia chết trước khi người tới hay không? Mà sống, lại không giống. Mọi người đều biết, giết một con linh thú không khó, nhưng muốn bắt sống một con linh thú, vậy khó khăn hơn rất nhiều rồi. Đừng nói nhảm, kế hoạch này của ngươi quá mạo hiểm, ta sẽ không đáp ứng. Trừ khi ngươi giết ta, bằng không ta quyết không đồng ý kế hoạch này. Vậy ngươi có kế hoạch tốt hơn sao?" Đan Phi cười lạnh. "Giang Trần, tuy ngươi hiểu một chút linh thú chi đạo, nhưng ở lĩnh vực này, ta cùng lão gia tử nghiên cứu rất nhiều năm, so với ngươi càng chuyên nghiệp. Ngươi đừng quên, ngươi là trợ thủ ta mời đến, quyết định là bổn cô nương ta." Hắc hắc dù sao ta là không đồng ý, ngươi nói một ngàn, một vạn cũng vô dụng. Ta không gật đầu, ngươi cũng đừng nghĩ áp dụng kế hoạch mạo hiểm kia. Giang Trần nói được thì làm được, tuy cùng Đan Phi cách một khoảng cách, nhưng chỉ cần thân ảnh Đan Phi ly khai thị giác của hắn, hắn tất đứng dậy đi theo. Đan Phi tức giận tới mức rậm chân. Giang Trần, ngươi, ngươi sợ thì về trước đi. Lúc này muốn đuổi ta đi, đã chậm. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện không may, lão gia tử không xé ta mới lạ lông mày đan phi dựng ngược, chỉ phải một người hờn dỗi. Đêm tới, tựa hồ đan phi hờn dỗi còn không có dấu hiệu giảm bớt. Giang Trần cũng không để ý tới nàng, khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái minh tưởng. Từ khi tiến vào thế giới mê cảnh, mỗi ngày Giang Trần đều sinh hoạt ở trong cảnh giác cao độ, cảm ứng đến thế giới mê cảnh thần bí, tâm lực tăng lên rất nhanh. Nhất là pháp môn thất khiếu thông linh, càng là nước lên thì thuyền lên, tiến vào đệ tam trọng. Đan phi quấn lấy chăn bông, phẳng phất đã ngủ, qua một lúc lâu, trong đêm tối, con ngươi sáng ngời của Đan Phi bỗng nhiên mở ra, lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, vụng trộm nhìn lại bên Giang Trần. Trong tay, lại cầm lấy một bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp bình, không ngừng đổ ra một loại bột phấn màu trắng. Bột phấn màu trắng này, mang theo mùi cỏ thơm ngát, chậm rãi lan tràn. Sau một lúc lâu, Đan Phi từ trong chăn bông chui ra, thản nhiên đi tới trước mặt Giang Trần, khẽ đẩy Giang Trần hai cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, xú tiểu tử, nhìn ngươi còn ngăn trở ta như thế nào? Cùng tỷ tỷ đấu, ngươi còn non lắm." Nàng đắp chăn lên người Giang Trần, đợi bổn cô nương công thành trở lại, nói không chừng ngươi còn đang ở trong mộng đây này. Đan Phi có chút đắc ý, hai chân thon dài bước đi, muốn đi đến chỗ động quật. Mới đi hai bước, trong đầu bỗng nhiên chuyển qua một ý niệm danh mãnh, cười cười quỷ dị, trở lại trước mặt Giang Trần, nắm một cây than củi trên mặt đất, ở bên môi Giang Trần trái một phát, phải một phát, vẽ một bộ dâu cá chê. Hắc hắc, bộ dạng này, còn chưa đủ bá đạo. Nàng lầm bầm lầu bầu, lại ở trên chán giang trần, vẽ thêm một chữ vương. Tiện tay ném than củi, vỗ vỗ ngọc thủ, tốt rồi, giang trần, xem tỉ tỉ bắt thú con linh thú A. À, để bớt người mỗi ngày ở trước mặt bổn cô nương giả lão sói với đuôi. Đan phi này, chỉ cần liên quan đến thú con linh thú, quả nhiên như giang trần nói, liền biến thành một tiểu phong bà bà điên nhỏ. Không thể không nói, đừng nhìn đan phi là nữ lưu, nhưng lá gan quả thực không nhỏ hai lần tham gia bí cảnh thí luyện tuy không có bắt thú con linh thú thành công nhưng lại nuôi dưỡng một thân dũng khí của nàng rất nhanh nàng liền mò tới bên cạnh động quật trong tay như làm ảo thuật biến ra một ống trúc dài nhỏ trên thân trúc có một cái rãnh có thể tự động mở ra đóng lại đan phi đổ vào ống trúc một lọ mê thần hương nhưng sợ không đủ lại lấy ra một lọ đổ vào sau khi làm xong nàng đóng khe rãnh tay phải ở trên ống trúc kéo một phát ống trúc lại dài thêm vài phần tất cả thuốc bột của mê thần hương phân bố đều đều ở trong ống trúc đan phi đưa ống trúc đến bên miệng từng bước một ẩn vào trong động quật nàng biết dù linh thú thủ hộ đang ngủ nhưng chưa chắc đóng toàn bộ linh tính nhất định sẽ phi thường nhạy cảm cho nên đan phi cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút chủ quan cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm ống trúc nhẹ nhàng tới gần giống một tiếng hô bạo ngược từ trong động đột nhiên vang lên đón lấy một trận gió tanh đập vào mặt đúng là con linh thú trưởng thành kia lao ra. Hô, đàn phi phun một hơi, thuốc bột bay ra, hình thành một đường vòng cung bắn về phía linh thú. Chương 331, khá tốt có giang trần một. Sau khi làm xong, thân thể Đan phi lăn một vòng, trốn qua bên cạnh để tránh một kích toàn lực của linh thú. Phanh, địa phương Đan phi vừa dừng chân, bị con linh thú kia đánh ra một cái hố to. Con linh thú kia gầm gừ, muốn bổ nhào xuống, nhưng mà giờ phút này, dược lực của mê thần hương cũng đúng lúc phát tác thân thể nó đung đưa, đứng không vững, té xuống. Hô! Đan Phi ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Lần này, thật sự là vô cùng hiểm. Còn kém một chút, linh thú kia liền có thể nhảy đến công kích nàng lần nữa. Ở địa phương hẹp hòi như vậy, nàng không thấy mình có thể ngăn trở một kích phẫn nộ của linh thú. Khá tốt, mê thần hương của lão gia tử, quả nhiên lợi hại. Bất quá lần này cũng có vận khí, nếu như không phải nó vừa vặn đánh tới ta, còn có ta dùng số lượng gấp đôi, nói không chừng dược lực thiếu một chút nó sẽ không ngã nhanh như vậy chỉ cần chậm một chút không may đúng là ta rồi đan phi lòng còn sợ hãi muốn thuận tay giết linh thú kia thế nhưng mà nàng cũng biết linh thú này da dày thịt béo muốn giết nó chỉ sợ còn phải phí một phen chắc trở được rồi trước bắt thú con lại tính tiếp đan phi bước liên tục lướt đến trong động quật nhìn thấy bốn con thú con đang ngẩng đầu lên kêu ọt 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 đám nhóc này hiển nhiên vừa sinh ra không bao lâu Đan Phi cũng không kịp nhìn đây là linh thú gì, bắt bốn con thú con để vào giỏ trúc sau lưng, đóng nắp, một chút cũng không ngừng lại, chạy như bay ra phía ngoài. Ngay cả linh dược, linh thảo cùng với linh quả sen lẫn trong động quật, nàng cũng không thèm nhìn. Hừ, nếu như Giang Trần ở đây, chắc chắn sẽ không buông tha những vật này. Bởi vậy có thể chứng minh, định lực của bổn cô nương, so với hắn mạnh hơn nhiều. Lúc xẹt qua con linh thú kia, Đan Phi cũng động ý niệm thu thập nó, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bất quá, nàng đối với tu vi của mình vẫn có nhận thức thanh tỉnh tu vi của nàng chỉ là tiên cảnh nhất trọng thiên con linh thú kia nằm ở chỗ đó cho nàng giết chỉ sợ cũng phải phí một chút thời gian vạn nhất nó còn có đồng bạn lúc này kịp thời trở về đây chẳng phải là xong đời đan phi quyết định bỏ qua đi trước thì tốt hơn sau khi lướt ra động quật hô hấp lấy không khí ngoại giới đan phi cảm thấy tâm tình thoải mái thành công lấy được thú con linh thú khiến nàng cảm thấy vô cùng vui sướng chỉ muốn bước nhanh trở lại chỗ Giang Trần, hảo hảo khoe khoang một phen, để cho gia hỏa tự đại kia thừa nhận ánh mắt của hắn kém. Ngay khi ý niệm này vừa hiện lên, sắc mặt Đan Phi đột nhiên biến đổi. Bởi vì, trong động quật truyền đến một tiếng gào to bi thương, thanh âm kia rung trời, cơ hồ muốn oanh sụp động quật. Không tốt, sao mê thần hương mất đi hiệu lực nhanh như vậy, thực lực linh thú kia so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nữa. Cái trán của Đan Phi đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng mới từ trong động quật đi ra không bao xa, nếu như tốc độ con linh thú kia nhanh mấy hơi thở tầm đó liền có thể vượt qua nàng đan phi chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì giờ phút này tâm hồn thiếu nữ loạn chiến phương dung thất sắc hai chân phi tốc lướt đi ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng dùng hết đông 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 phương hướng động quật thanh âm chấn động như thiên băng địa liệt dùng tốc độ cực nhanh đuổi về phía nàng khí thế kia phảng phất muốn chấn sập cả sơn cốc không tốt đến rồi đan phi choáng váng nàng không nghĩ tới tốc độ linh thú kia thức tỉnh lại nhanh như vậy tốc độ đuổi theo cũng nhanh như vậy tốc độ của nàng không chậm nhưng mà tốc độ của con linh thú kia hiển nhiên nhanh hơn mấy hơi thở đã đuổi tới cách một nghìn mét chẳng lẽ hôm nay đan phi ta phải bỏ mạng ở đây giang trần giang trần ngươi nhanh tỉnh lại nhanh trốn đi trong nháy mắt này đan phi có chút hối hận vì sao không nghe giang trần khuyên can tại sao phải khư khư cố chấp thế nhưng mà giờ phút này hối hận tựa hồ đã muộn đan phi cảm thụ áp lực phía sau như bạo ngực chuyển đến cổ uy áp kia để cho hai chân của nàng cơ hồ đứng bất động nữ nhân ngu xuẩn nhanh nằm xuống ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc kia trong đêm tối đột nhiên chuyển đến một tiếng quát khẽ đón lấy hư 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 liên tục ba tiếng xe gió ba mũi tên giống như sao băng vạch phá bầu trời bắn tới linh thú ở phía sau dáng người linh thú kia cực lớn là một con cự viên toàn thân ngân sắc ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm sáng bóng Cự viên kia nhìn thấy mũi tên đột kích, liền thét dài một tiếng. Xong trưởng vung lên một quyền, một quyền, lại một quyền, vậy mà dùng nắm đấm, sinh sinh nện bay mũi tên. Ngao o, -o, -o, o cự viên nện bay mũi tên, lớn tiếng gào thét, muốn xông về phía trước lần nữa. Hưu, 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 lại ba mũi tên, không chút khách khí bắn qua. Cự viên kia làm theo cách cũ, quyền cương uy mãnh, một quyền một quyền nện bay mũi tên. Mà hai đợt công kích liên tục kia, mặc dù không khiến cự viên bị thương, nhưng rõ ràng kéo cước bộ của nó thế tiến lên bị ngăn cản nữ nhân ngu xuẩn còn không đi thanh âm này tự nhiên là của giang trần giang trần hít phải mê thần hương chỉ trong chốc lát thời gian liền khôi phục thần trí dùng thần thông thất khiếu thông linh khu trừ mê thần hương lập tức suy đoán ra đan phi muốn bi quá hóa liều mê thần hương ngay cả tiên cảnh nhất trọng thiên như hắn cũng mê không được bao lâu đi đối phó linh thú trưởng thành kia chỉ sợ càng không chịu nổi Nhất niệm đến đây, Giang Trần cũng khẩn trương, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vừa vặn gặp cảnh cự viên truy đến cách đan phi 500m. Nếu chậm thêm một chút, nữ nhân điên này nhất định sẽ bị cự viên đập thành bánh thịt. Lúc này, đan phi không dám cùng Giang Trần đấu khí, biết rõ mình ở chỗ này là dư thừa, chỉ có thể chạy vội mà đi. Giang Trần, không nên ham chiến, đi, nữ nhân này cũng coi như giảng nghĩa khí, không nói mấy lời không có lương tâm, đại khái như Giang Trần, cố kéo dài một chút chỉ là, nếu như lúc này Giang Trần bứt ra chạy đi, dùng tốc độ của cự viên, chỉ sợ hai người bọn họ đều đi không được. Ở địa bàn của người ta, liều tốc độ, liều sức chịu đựng, liều hoàn cảnh, không có một dạng nào không ở hạ phong. Nhìn cự viên dùng nắm đấm nệ mũi tên, hẳn là đại biểu phái chiến đấu dã man. Nếu không phải tu vi của cự viên tương đương với thiên cảnh tứ trọng thiên, Giang Trần cũng có chút ngứa nghề, muốn dùng khô vinh thần quyền cùng nó đấu. Loại vật lộn từng quyền đến thịt kia, Kỳ thật Giang Trần rất muốn thể nghiệm thoáng một phát, nhưng mà, trước mắt hiển nhiên không phải cơ hội tốt. Thực lực của cự viên thật sự cao hơn hắn quá nhiều. Cùng cự viên kia so quyền, mặc dù có khô vinh thần quyền, chỉ sợ Giang Trần cũng qua không nổi 10 chiêu. Cũng may, Đại Vũ cung không hổ là linh khí bốn luyện, sau khi Giang Trần tiến vào tiên cảnh, vận dụng linh khí đã lấy được bay vọt về chất, cùng năm đó ở chân khí cảnh là không thể so sánh nổi. Chương 332, khá tốt có Giang Trần hai Mặc dù cự viên kia ra dày thịt béo, nhưng cũng biết mũi tên này lợi hại, chỉ dám dùng nắm đấm đi nệ mà không phải trực tiếp dùng da thịt ngăn cản. Chỉ là, nó dùng nắm đấm nệ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ đi tới. Mặc nó gào thét đe dọa như thế nào, Giang Trần cũng không bị nó hù ngã. Đại Vũ cung trong tay, dùng tính toán cực kỳ chuẩn xác, gắt gao ngăn cản cự viên. Cự viên kia vô cùng nôn nóng, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như nó muốn tiến lên, nhất định phải bỏ qua mũi tên công kích nhưng cự viên lại rất rõ ràng nhục thể của nó cường thịnh hơn nữa cũng không thể bỏ qua mũi tên công kích dùng da thịt đi thừa nhận mũi tên tập sát dưới nôn nóng nó liên tục gào thét Ra quyền càng nhanh quyền cương cũng càng thêm hung mãnh từng quyền vung ra núi đá bốn phía bị nó nện nát Kỳ thật giang trần cũng âm thầm kêu khổ tuy đại vũ cung của hắn có thể chế trụ cự viên nhưng mà bộ mũi tên của đại vũ cung có hạn a hắn dùng như vậy bắn không được bao lâu mũi tên sẽ khô kiệt lúc này hắn dùng đều là mũi tên nguyên bộ của đại vũ cung, không phải loại mũi tên bình thường khác. Loại mũi tên kia, nếu như dùng ở loại trường hợp này, đối với cự viên căn bản không phát huy được tác dụng. Còn có 12 mũi tên, tối đa chỉ có thể kéo 1 phút đồng hồ. Hy vọng nữ nhân ngu xuẩn kia không quá ngốc, không nên ở phía trước không xa chờ ta. Bằng không thì lần kéo dài này sẽ lãng phí một cách vô ích. Hiện tại, Giang Trần chỉ có thể cầu nguyện Đan Phi đi thật xa. Chỉ cần Đan Phi đi xa, Giang Trần tuyệt đối không ngại cùng cự viên thi chạy một chút. Tốc độ của cự viên rất nhanh, bất quá thân thể lớn, so trường lực, Giang Trần phục dụng Ngũ Long Khai Thiên Đan mở linh hải, không thiếu nhất đúng là linh lực liên tục không ngừng. Cái này là chỗ tốt của linh hải ưu việt, chứa đựng linh lực so với tu sĩ bình thường cao hơn rất nhiều. Hưu, 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 lại một vòng công kích, giống như cự viên kia đã sở thấu con đường của Giang Trần. Dùng nắm đấm nện bay mũi tên, đồng thời đã có thể chậm rãi tiến về phía trước. Còn mẹ nó, ai nói linh thú đần chứ? Sáu lộ công kích của ta, cự viên kia hiển nhiên đã quen thuộc. Không được, tiếp tục như vậy, trừ khi tăng lớn mật độ công kích. Nếu không, nó sẽ tiếp cận ta rất nhanh. Cận thân vật lộn, ta không hề có phần thắng. Giang Trần đối với cục diện chiến đấu, cũng cực kỳ nhạy cảm. Tăng lớn mật độ công kích. Nhìn trong bầu chỉ còn lại có 9 mũi tên, Giang Trần không khỏi cười khổ. Chỉ còn lại 9 mũi tên, mật độ công kích lại lớn, cũng có hạn A một khi bắn hết chín mũi tên này, chẳng khác nào phế đi đại vũ cung. Giang Trần hắn như bị phế đi một cánh tay vậy. Tính toán thời gian, có lẽ Đan Phi đã đi hơn một phút đồng hồ rồi. Nếu như nàng toàn lực chạy trốn, có lẽ đã đi rất xa. Giang Trần nhất nghiệm đến đây, cũng không ham chiến, quay lưng bỏ chạy. Ai, nếu như thí luyện này có thể mang theo kim dực kiếm điểu thì tốt rồi. Cần gì chật vật như thế? Lúc này, Giang Trần cũng hoài niệm kim dực kiếm điểu. Tuy cự viên kia cường đại, nhưng cuối cùng không phải loài linh thú chim bay, chỉ cần Giang Trần bay lên không trung, coi như là linh thú linh phẩm trung giai, cũng chỉ khóc không biết làm gì. Thế nhưng mà, hiện tại nghĩ tới kim dực kiếm điểu, chỉ có thể nằm mơ, căn bản không cách nào giải quyết nan đề. Hắn bài trừ tạp niệm, thúc giục tốc độ nhanh nhất bắt đầu lui lại. Cự viên kia thấy Giang Trần chạy trốn, đông 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 đuổi theo, theo, đuôi không bỏ. Giang Trần nghe nhịp điệu, biết rõ tốc độ của cự viên, so với hắn nhanh hơn một chút. Thi triển thiên mục thần đồng, nhìn lại phía trước, ý định tìm một con đường chạy trốn tốt nhất. Vừa xem xét, thiếu chút nữa Giang Trần phun máu. Cách đó không xa, nữ nhân ngu xuẩn đan phi kia, vậy mà ở đó chờ hắn. Lúc này, Giang Trần cũng không biết nên mắng nàng, hay nên cảm động, dù sao nữ nhân này không phải nữ nhân rắn rết, không có vứt bỏ hắn bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này, Đan Phi như một đóa u lan trong đêm tối, thân hình thon dài đứng trên một cây đại thụ, lo lắng nhìn tới Giang Trần, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, lộ ra ý lo lắng nồng đậm, nhưng vẻ quật cường giấu ở khóe mắt, lúc này lại hiện rõ trên mặt. Nữ nhân điên này, lúc này Giang Trần cũng biết, mắng nàng cũng không làm được chuyện gì, chuẩn bị dừng lại, lần nữa nghênh địch. Giang Trần, cách 100 mét, lách qua trái 3 bước, lại cách 60 mét, lách qua phải 3 bước, cách 30 mét nữa, lăng không huyền độ, không nên tiếp xúc mặt đất, ngữ khí của Đan Phi vô cùng lo lắng, trong đêm tối, như chim sơn ca kinh gọi. Ân, Giang Trần vốn định thả chậm bước chân, nghe xong lời này, liền giật mình. Chẳng lẽ nữ nhân này không có trốn xa, vì ở chỗ này bố trí. Hắn là người kiên quyết, dưới tình hình như thế, cũng không do dự. Án lấy lộ tuyến mà đan phi chỉ thị, quấn trái một phát, lách phải một phát, đến khu vực 30 mét, đột nhiên hai chân đạp một cái, thân thể bay lên, như một con chim nứt đi, lăng không hư độ. Sau khi tiến vào tiên cảnh, tuy còn chưa đủ để phi hành, nhưng mà lăng không hư độ, lại không phải vấn đề gì hơn nữa hai bên đều có đại thụ để mượn lực giang trần lên xuống mấy cái liền bay tới bên cạnh đan phi bảo ngươi trốn sao còn không đi đan phi mấp máy môi trên mặt lộ ra quật cường trong mắt ngươi ta không giảng nghĩa khí như vậy sao vứt bỏ đồng bạn chạy trốn giang trần vốn định nói nàng phá hủy kế hoạch sớm định ra ngẫm lại bây giờ nói những chuyện này có tác dụng gì lập tức nước mắt nắm tay đan phi lăng không hư độ giang trần khu vực này toàn bộ đều có mê thần hương ta không tin quái vật to con kia không trúng chiêu. Bàn tay nhỏ bé của Đan Phi bị Giang Trần nắm, toàn thân khẽ chấn động, cảm giác như bị điện giật, nhưng ngoài miệng lại nói. Có tác dụng cái rắm, linh thú này ăn quả đắng một lần, nhất định sẽ đề phòng. Đang nói, cự viên kia đã đuổi tới khu vực 100 mét, vậy mà dùng chảo che mũi, cất bước đánh về phía bọn người Giang Trần. Có trông thấy chưa, Giang Trần vung nàng lên một cây đại thụ, quát. Lần này đừng kéo dài, đi mau. Ta sẽ đuổi theo ngươi đan phi thấy mình tỉ mỉ mì bố trí bẫy dập lại bị cự viên phá trong nội tâm quả thực rất phiền muộn nàng cũng không nghĩ tới cự viên kia thoạt nhìn tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại rất thông minh giang trần nắm đại vũ cung bất chấp mũi tên còn thừa không nhiều lắm hắn muốn đánh cuộc một lần đánh bạc thắng lần này có thể thành công thoát khốn đánh bạc thua phiền toái liền lớn hơn vèo 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 một loạt ba mũi tên lần nữa bắn tới cự viên Tốc độ của cự viên cực nhanh, nhưng mà mũi tên bay tới, vẫn khiến nó giảm tốc độ. Mà nó dùng một tay che mũi, chỉ còn một tay có thể hoạt động. Phanh, phanh. Hai quyền nện bay hai mũi tên, còn có một mũi tên, đã bắn tới trước mắt. Cự viên kia bất đắc dĩ, dùng tay che mũi chém ra một quyền. Chương 333, một hồi thắng lợi hiểm lại càng hiểm. 3. Mũi tên cuối cùng cũng bị đánh rơi. Mà lúc này, Giang Trần lấy ra 6 mũi tên còn lại. Hư, hư, hưu mũi tên liên tục, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, tập trung sáu góc độ hoàn toàn bất đồng trên người cự viên, không lưu tình chút nào bắn tới. Một loạt sáu mũi tên, uy thế cùng mật độ công kích bực này, để cho cự viên không thể không dừng bước lại. Mà giờ khắc này, cự viên vừa vặn chạy tới khu vực 30 mét. Sáu mũi tên của Giang Trần phát ra cùng một lúc, chính là vì cơ hội kia. Khu vực này, nhất định là địa phương đan phi bố trí mê thần hương tối đa, cho nên mới bảo Giang Trần lăng không hư độ sáu mũi tên cùng một chỗ giết đến cự viên một là không đón đỡ dùng thân thể khiêng tên hai phải đem hết toàn lực đón đỡ chỉ cần nó đem hết toàn lực đón đỡ tất sẽ kéo linh lực linh lực vừa động mê thần hương bốn phía nhất định sẽ ra tốc vận chuyển cự viên ở thời điểm chiến đấu muốn không hô hấp cũng khó khăn chỉ cần nó hô hấp sẽ hít vào mê thần hương lần này tính toán có thể nói là rượu đến đỉnh phong chính xác đến thần kỳ đan phi bị giang trần ném lên cây trong nội tâm còn đột 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 trực nhảy mặc dù Giang Trần cảnh cáo nàng chạy trốn lần nữa, thế nhưng mà chân nàng lại như mọc rể, làm sao cũng không di chuyển. Ngao! O! Oh. Cự viên kia cũng hung hãn, tựa hồ biết rõ khu vực này có mê thần hương, toàn bộ thân hình đột nhiên ra tốc, hai cái đùi trắng kiện đạp mạnh mặt đất, thân thể cực lớn như cầu vồng, lăng không bắn lên. Phốc! Phốc! Không ngờ cự viên kia dùng thân thể sinh sinh khiêng hai mũi tên. Lực bắn kia phi thường bá đạo, trực tiếp xông về phía đại thụ mà Đan Phi đặt chân. Giang Trần thấy biến cố đột nhiên sinh ra, trong nội tâm thật sự bốc hỏa, nữ nhân ngu xuẩn này, lại còn chưa chạy trốn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đan Phi phát hiện cự viên bắn tới, vậy mà đánh tới chỗ nàng, trong nội tâm cả kinh, biết rõ là vì cự viên cảm nhận được khí tức thú con, nên không muốn sống vọt tới nàng. Né tránh, lúc này, Giang Trần cách Đan Phi một khoảng xa, nếu như tiến lên cứu, dùng nhục thể của hắn đi cứng đối cứng, nhất định sẽ bị cự viên đập thành bánh thịt linh thú linh phẩm trung giai, một kích đỉnh phong, dù trên người có thương tích, đó cũng là đả kích phi thường đáng sợ. Đừng nói bị đụng, cách không chịu một tát, chỉ sợ cũng thổ huyết mà chết. Ở trong nháy mắt đó, hai tay Giang Trần có chút giơ lên, một tay mặt trăng, một tay mặt trời, hai cánh tay như hai cây đại thụ, tay có chút biến hóa, vậy mà diễn biến ra ý cảnh một vinh một khô. Mà trên tay hắn, nhiều hơn hai ngọn phi đao. Toái Nguyệt phi đao, hy vọng lúc này không làm ta thất vọng ý niệm trong đầu răng trần phi tốc chuyển động hắn rốt cục phải dùng tuyệt kỹ phi đao dung hợp ý cảnh khô vinh thần quyền một tay ưng phi thức một tay hổ phát thức hai loại đại chiêu hoàn toàn bất đồng dùng chân ý của khô vinh thần quyền dung hợp vào trong đại chiêu hưu phi đao ở tay phải lên trước kích ra một đạo khí lãng như lửa hóa thành khí thế như mãnh hổ xuống núi đánh về phía cự viên kia mà cơ hồ cùng lúc đó phi đao ở tay trái cũng bay ra ở trong bóng đêm như một trận thanh phong lẻn vào hư không ưng phi thức hữu hổ phát thức tả ưng phi thức hai loại phi đao hoàn toàn bất đồng ở thời khắc này dùng ý cảnh khô vinh hình thành hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng như mặt trời mặt trăng hỏa lẫn toàn thân cự viên cương cứng lông mau đều dựng lên dùng tu vi của nó tự nhiên có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ kia cái sát ý này tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của nó nhưng mà giờ phút này nó lại không có cách nào tránh thoát giờ phút này trong đầu nó chỉ có một ý niệm là đoạt lại thú con, chụp chết nữ nhân đáng giận kia. Dù sao Đan Phi cũng là nữ nhân bái kiến đại chiến, sau khi nao nao, thấy cự viên đánh tới, biết mình gánh không được, thân thể lăng không lướt đi, dùng khí lực toàn thân lao tới bên cạnh. Một quyền của cự viên, rơi vào trên đại thụ mà Đan Phi vừa dừng chân, oanh, đại thụ ầm ầm, cả thân cây bị chấn thành vô số gỗ vụn, cành lá bay loạn, vô số lá cây bị linh khí tịch quyển, toàn bộ cuốn lên giữa không trung. Một kích hung tàn của cự viên, cuối cùng chậm một chút, Thân hình của Đan Phi khó khăn lắm mới ly khai đại thụ kia, hoa dung thất sắc rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 mét. Mà lúc này, toái nguyệt phi đao của Giang Trần công kích cũng đúng lúc bắn đến. Cự Viên đánh ra một quyền, lúc này có thể nói chiêu cũ vừa hết, chiêu mới chưa sinh. Phốc, phốc, phi đao nhập vào cơ thể, một thanh bắn vào hông, một thanh bắn thẳng đến ót. Lực trùng kích cường đại, cơ hồ bắn thủng thân thể Cự Viên. Ngao, Cự Viên trúng phi đao, thân thể không cách nào lăng không ẩm ẩm rơi xuống đất phát ra tiếng kêu phẫn nộ tới cực điểm trong lúc đó toàn thân cự viên như một quả khí cầu dùng tốc độ cực nhanh phồng lên chỉ một cái hô hấp thân thể cự viên kia như một khí cầu cực lớn mà lông mao ngoài thân nó tất cả đều dựng thẳng lên như ngân châm cắm bên ngoài thân ở dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra lạnh lẽo khủng bố giang trần thấy tình hình quỷ dị như vậy liền biết khác thường quát né tránh bành da thịt phía ngoài cự viên đột nhiên nổ tung một tầng gia tính cả huyết nhục mang theo lực bạo tạc cường đại bắn ra từ phía vô số lông mao bị lực bạo tạc trùng kích như vô số cương châm bắn ra nguy hiểm mặc dù giang trần cách khá xa cũng không dám xem thường hai tay theo bản năng ôm đầu chi 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 chi, chi. vô số lông mao như cương châm rơi trên mặt đất lúc giang trần mở mắt ra phát hiện mình coi như may mắn không có bị lông mao bắn trúng mà cự viên kia sau khi đánh ra một kích liều chết thân thể khổng lồ huyết nhục mơ hồ giống như gầy đi một vòng tầng ra cùng bộ lông đã triệt để không còn giống như bị dốc xương lóc thịt có thể chứng kiến bạch cốt phanh cự viên thiêu đốt tinh huyết đánh ra một kích rốt cục ngã xuống giang trần chưa kịp buông lỏng một hơi bề bộn chạy đến chỗ đan phi đan phi nằm trên mặt đất ít nhất hơn 10 lông mao đính ở trên người nàng cánh tay sườn trước ngực đùi nữ nhân ngu xuẩn này không biết đưa lưng lên trên sao giang trần thật sự là im lặng bất quá lập tức minh bạch sở dĩ nữ nhân này nằm ngửa là vì không muốn thú con trên lưng bị thương. Lúc này, Giang Trần cũng không biết nên mắng nàng ngu xuẩn, hay mắng nàng ngây dại. Dưới loại tình huống đó, nếu như nàng nằm sấp, thú con trong sọt, khẳng định có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Tối đa chỉ ở trên đùi bị đâm. Thế nhưng nàng vì thú con, vậy mà lựa chọn tư thế này, kết quả toàn thân cùng chính diện, khoảng chừng hơn 10 chỗ bị đánh trúng. Cũng may, khoảng cách coi như xa, cuối cùng không có vết thương chí mạng. Giang Trần vị nàng dậy, chỉ là đan phi hôm nay, ngay cả mông cũng dính đạn, ngồi cũng không dám ngồi, chỉ có thể tựa ở trên thân cây. Chương 334, Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? Một, Giang Trần, thú con không có bị thương chứ? Mau giúp ta nhìn xem. Giang Trần căn bản không có lý nàng, thuận tay nhặt lên mấy lông mao, đột nhiên, Giang Trần biến sắc, mau dừng lại, không nên vận dụng linh khí chữa thương, đình chỉ vận hành linh khí, thấy ngữ khí của Giang Trần đột nhiên biến đổi, đan phi bị hắn nói hoảng sợ như thế nào chẳng phải một ít thương tích ngoài ra sao sắc mặt giang trần trắng bệch trên lông mao có độc thân thể mềm mại của đan phi nhoáng một cái sắc mặt trắng bệch có độc biểu lộ của giang trần rất ngưng trọng lại nhặt lên mấy lông mao cẩn thận cảm thụ một chút mới xác định gật đầu tuyệt đối có độc ngươi xem lông mao này hiện màu sâm bạch hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc cũng may tu vi của ngươi là tiên cảnh nếu như chân khí cảnh bây giờ đã thành một cỗ thi thể rồi dù tính cách Đan Phi rất tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân, vừa nghe có kịch độc, khuôn mặt cũng trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp, lộ ra hoảng sợ mà xưa nay tuyệt đối nhìn không tới. Giang Trần, ta, ta sẽ chết sao? Đan Phi khẽ cắn môi, ngữ khí có chút đau thương hỏi. Giang Trần rất muốn an ủi nàng một chút, nhưng mà sự tình phát sinh đột ngột, hắn cũng không cách nào xác định đến cùng có thể cứu Đan Phi hay không. Trước đừng nói chuyện, ngồi xếp bằng xuống, tốt nhất là minh tưởng, bình tâm tĩnh khí, nhớ kỹ không nên vận hành linh khí mang đến áp lực cho linh hải nếu không một khi độc khí công phá linh hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ giang trần khuyên bảo lúc này đan phi tựa như một vợ bé nhu thuận ủy khuất gật đầu trong mắt không có sắc thái của nữ cường nhân chỉ còn lại kinh hãi ủy khuất như cừu non bị thương kiếp trước giang trần là đan đạo đại sư đối với dụng độc có nghiên cứu rất sâu hắn lấy ra một cái đan đỉnh để lông mao cự viên vào bắt đầu nghiên cứu làm mấy lần liên tục, Giang Trần đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể cự viên, lấy dao găm, phá vỡ huyết nhục của cự viên, lại để vào trong đan đỉnh nghiên cứu. Động tác mau lẹ, dùng tốc độ rất nhanh làm xong hết thảy, Giang Trần đứng lên, ánh mắt nhìn tới Đan Phi. Đừng nhìn thời gian này rất ngắn, nhưng mà Đan Phi giống như đã trải qua vài thập niên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng, bắn ra ý chờ đợi nồng đậm, nhưng trong chờ đợi, lại xen lẫn vài phần lo lắng, hiển nhiên cũng sợ Giang Trần nói ra kết luận bi quan. Ân không phải nói ngươi ngồi minh tưởng sao sao còn đứng đấy trên mặt giang trần tràn ngập nghi vấn ta khuôn mặt đan phi đỏ lên ta ta ngồi hơi bất tiện giang trần sững sờ lập tức nghĩ tới tựa hồ mông của đan phi cũng trúng chiêu nhịn không được muốn cười nhưng loại trường hợp này cười sẽ hơi khiếm nhã a được rồi vậy thì đứng đấy không nên suy nghĩ bậy bạ đan phi thấy giang trần phản ứng như thế tự nhiên biết rõ giang trần đã minh bạch ý của nàng Vừa thẹn vừa giận, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, "Giang Trần, chất độc này, đến cùng có giải được hay không?" "Độc này chỉ là độc ngoài da lông, huyết nhục của cự viên không có độc." Đây là tin tức tốt, nhưng cũng là tin tức xấu. Tại sao lại có tốt có xấu? Đan Phi có chút gấp, "Giang Trần, rốt cuộc như thế nào, ngươi có thể nói thẳng hay không? Có phải ta thật sự phải chết hay không?" Vành mắt của Đan Phi đỏ lên, dù nữ nhân lại thanh nhã, lại siêu nhiên, ở hơn 20 tuổi gặp được cảnh này, biểu hiện ra ngoài, vẫn sẽ là như vậy. Tin, tức tốt là, không phải huyết nhục chi động, phát tác sẽ tương đối chậm một chút. Nhưng mà, tin tức xấu là, không phải huyết nhục chi động, không thể dùng huyết nhục của nó lấy độc trị độc. Độc bên ngoài thân, rất là quỷ dị. Muốn phá giải, phải tìm được vật giải độc đối ứng. Đây là sự tình rất đau đầu. Nếu như có thể tìm được vật khắc chế, Giang Trần có nắm chắc giải độc này. Nhưng mà trong đêm, thế giới mê cảnh lớn như vậy, muốn tìm vật giải độc, là không dễ dàng a à. nói như vậy là không thể cứu được sao đan phi lã chả muốn khóc trong mắt lộ ra bi thương vô tận đột nhiên lại chuyển thành vẻ kiên quyết giang trần nếu ta chết rồi người đốt ta đi mang cho cốt về cho lão gia tử còn nữa mấy con thú con này người nhất định phải giúp ta mang về cho lão gia tử được không cái này tính toán là chăn chối sao trong nội tâm giang trần thở nhẹ an ủi đừng bi quan như vậy độc này phát tác không nhanh Ta tìm tiếp, có lẽ có thể tìm được vật giải độc đối ứng. Ha ha, Đan Phi cười nhạt một tiếng, sợ hãi trước kia đã quét qua hết sạch. Giang Trần, không cần ngươi an ủi ta. Đan Phi ta, từ nhỏ không cha không mẹ, là lão gia tử nuôi ta lớn. Ngươi khẳng định cảm thấy, tại sao ta quan tâm thú con linh thú như vậy, cảm thấy ta rất ngu. Thế nhưng mà, ân tình của lão gia tử đối với ta, ngươi không hiểu. Được rồi, bây giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tìm xem cự viên sống ở vùng này, độc của nó, không có khả năng vô duyên vô cớ hình thành, tất nhiên cùng hoàn cảnh bên người nó có quan hệ. Nói không chừng, ta thật có thể tìm được vật giải độc đối ứng. Đột nhiên Đan Phi hỏi, Giang Trần, cái gì gọi là vật giải độc đối ứng? Sự tình trong thiên hạ, đều chú ý tương sinh tương khắc. Độc ngoài thân của cự viên, có lẽ là do hoàn cảnh bên người tạo thành. Đã có vật hình thành độc kia, tất có vật khác chế nó. Bằng không thì độc này không thể hình thành cân đối, đã sớm xâm lấn vào trong huyết nhục của cự viên rồi. Làm sao chỉ tồn tại ở ngoài thân? Giang Trần phân tích. Đột nhiên Đan Phi nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một tia hào quang, Giang Trần, ta nhớ ra rồi. Trong động quật của cự viên, có rất nhiều linh dược, linh thảo. Lúc ấy ta vội vàng, căn bản không kịp ngắt, có thể. Ngươi nói cái gì? Con mắt Giang Trần sáng ngời. Trong động quật, có rất nhiều linh thảo cùng linh dược. Ân, Đan Phi cũng kích động, từ trong ánh mắt của Giang Trần, Nàng tự hồ đọc được một tia hy vọng sống sót. Người ở nơi này đừng nhúc nhích, ta đi xem. Nhớ kỹ, không nên thúc giục Linh Hải, mặc dù gặp phải địch nhân cũng chờ ta trở lại nói sau. Tận lực kéo dài thời gian, cũng may, động quật kia cách nơi này không xa. Giang Trần ở ven đường thu thập mũi tên cùng phi đao trên mặt đất, chạy vội mà đi. Trên đường, đi ngang qua địa phương giao chiến, liền thu mũi tên về. Những mũi tên này chính là nguyên bộ của Đại Vũ cung, mặc dù bị nắm đấm của cự viên đánh bay, nhưng bản thể lại không hao tổn, tự nhiên phải thu về. Rất nhanh, Giang Trần liền đến trong động quật. Trong động quật trống không, Giang Trần lướt vào, đập vào mắt, quả nhiên là rất nhiều linh thảo cùng linh dược, còn có một chút cây cối linh phẩm. Ân, nhiều như vậy, ánh mắt Giang Trần, rất nhanh liền nhìn chăm chút một đóa hoa tử sắc, cái này, đây là tử nguyệt yêu hình hoa. Trường 335, Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? Hai, Thoáng cái Giang Trần liền phát hiện độc nguyên của cự viên, là tử nguyệt yêu hình hoa này. Tử nguyệt yêu hình hoa, cùng ngọc diện Phật Đà Thảo là tương sinh tương khắc. Quả nhiên, nơi này có ngọc diện Phật Đà Thảo. Lần này phát đạt, Giang Trần Đại Hỷ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lao tới, nhổ sạch tất cả linh thảo linh mộc linh dược, toàn bộ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đã có ngọc diện Phật Đà Thảo, Giang Trần có chín thành nắm chắc, có thể cứu Đan Phi. Thu thập xong, Giang Trần cũng không ngừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ cũ. Đan Phi lẻ loi một người, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ở trên cánh đồng bát ngát, trong lúc nhất thời giống như bị thế giới từ bỏ, lộ ra vẻ bất lực. Kiên cường như nàng, giờ phút này trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, chính là Giang Trần nhanh trở lại. Ánh mắt chờ mong, nhìn chăm chăm vào phương hướng Giang Trần trở lại. Trong bóng đêm, thân hình Giang Trần đạp nguyệt mà đến, tốc độ cực nhanh. Tâm tình chống trải của Đan Phi, giống như một cái chai không, bị rót đầy nước, một cảm giác an toàn không hiểu, để nàng tin tưởng vững chắc giang trần có thể cứu nàng vận khí của ngươi không tệ ta đã tìm được độc nguyên cùng vật khắc độc rồi giang trần cười nói may là thời điểm ngươi ăn cắp thú con còn nhớ rõ quan sát chung quanh nếu ngươi không đề tỉnh ta chỉ sợ ta cũng không biết trong động quật có độc linh dược sắc mặt đan phi đỏ bừng biểu lộ không được tự nhiên ánh mắt trốn tránh giang trần trong nội tâm cảm thấy có chút xấu hổ lúc ấy nàng chứng kiến những linh dược kia trong nội tâm còn oán thầm giang trần một trận cảm thấy giang trần nhất định sẽ càn quét sạch linh dược lúc ấy nàng còn mèo khen mèo dài đuôi cảm thấy định lực của mình so với giang trần mạnh hơn nhiều sở dĩ nàng nhớ tới những linh dược trong động quật kia là bởi vì ở trong động quật trí nhớ tương đối sâu khắc mà thôi giờ phút này nghe giang trần nhắc tới sự tình động quật tự nhiên đan phi có chút xấu hổ đã có vật giải độc sự tình tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều giang trần luyện chế ngọc diện phật đà thảo thoáng một phát điều chế một ít linh dược khôi phục vết thương không bao lâu liền luyện chế ra một lò linh dịch giải độc giang trần đưa linh dịch tới trước mặt đan phi cười nói tự mình động thủ đi ta cảnh giới bốn phía đan phi lại háo thắng lúc này cũng có chút cảm động nhìn qua khuôn mặt giang trần bị nàng vẽ bậy trong nội tâm hơi có chút tự trách trong lòng không thừa nhận cũng không được tuy giang trần này dám thí nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có chút bộ dáng nam nhân ngẫm lại mình tùy hứng đùa dai đan phi không khỏi có chút băn khoăn giang trần ngươi rửa mặt một chút đi rửa mặt giang trần không hiểu thấu tâm tư của nữ nhân quả nhiên kỳ quái cho ngươi giải độc đang êm đẹp tại sao lại nói rửa mặt ngươi đừng hỏi tìm một địa phương có nước không nên nhìn dùng sức rửa là được lúc này trong lòng đan phi hơi bất an lo lắng giang trần phát hiện trên mặt bị nàng vẽ bậy chọc giận giang trần vứt bỏ nàng mà không để ý a à. giang trần im lặng cũng không biết nữ nhân này lại điên cái gì Tùy ý vung tay, tranh thủ thời gian giải độc, thời gian chúng độc này dài, sẽ hủy dung nhan. Lời này, so với uy hiếp gì còn có lực sát thương, Đan Phi liền tranh thủ ôm chặt lấy linh dịch. Lại nhìn Giang Trần, hắn sớm đã đi xa. Tên hỗn đản này, còn có chút phong độ nam nhân A. Đan Phi cũng biết, Giang Trần đi xa như vậy là cho nàng thuận tiện, để nàng bôi linh dịch. Dù sao, địa phương nàng bị thương không chỉ một chỗ, thậm chí khu vực mẫn cảm như ngực cũng có vết thương loại địa phương này nhất định phải cởi quần áo mới có thể bôi cởi y phục tất nhiên sẽ lộ xuân quang giang trần bỏ đi tự nhiên là tránh cho nàng xấu hổ giang trần đi ra ngoài mấy trăm mét hồi tưởng trận chiến vừa rồi vẫn là lòng còn sợ hãi trận chiến ấy tuyệt đối là hiểm trong hiểm bất quá nói trở lại nếu không phải đan phi bố trí những mê thần hương kia kiềm chế cự viên một chút giang trần công kích chỉ sợ không đủ khiến cự viên bị thương nặng từ đó đánh ra một kích trí mạng thời điểm thất thần Đan Phi từ xa duyên dáng gọi to, Giang Trần, ngươi tới một chút. Giang Trần sững sờ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng bước nhanh trở về. Giờ phút này Đan Phi đã bôi xong đại bộ phận vết thương, nhưng biểu lộ lại có chút nhăn nhó, hàm răng khẽ cắn, trên khuôn mặt diễm lệ, mây đỏ bay loạn, thanh âm thấp như mũi kêu, Giang Trần, ta, ta, chỗ vết thương kia, ta bôi không tới. Ngươi, ngươi giúp ta một chút được không, vị trí toàn thân, chỗ không cách nào bôi tới tự nhiên là khu vực bờ mông rồi vết thương kia không giống bình thường xem không tới miệng vết thương là không bôi được nếu bôi không đúng vị trí độc tính không hết vậy thì phiền toái đan phi nghe nói độc này còn có thể hủy dung đây là chuyện nàng sợ nhất cho nên càng nghĩ sợ hủy dung nhan vẫn chiến thắng cảm giác thẹn thùng giang trần há miệng thật to hắn không nghĩ tới đan phi lại muốn hắn giúp mang theo linh dược ôn mát bôi lên trên khe mông của đan phi loại dược lực này xốp giòn ngứa ngứa làm cho toàn thân nàng sụi lơ vô lực chỉ thấy cảm giác ngứa ngứa kia từ tầng ngoài da thịt của nàng một mực lan đến nội tâm trong đầu giống như bị cái gì đó gãi gãi cảm giác khác thường nói không nên lời trong lúc nhất thời nàng hy vọng giang trần nhanh bôi xong linh dịch nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy loại cảm giác này tựa hồ cũng không phải xấu nên có chút không bỏ bất quá đến cùng vẫn là cảm giác thẹn chiếm cứ thượng phong Ưm một tiếng, đang muốn mở miệng. Giang Trần đã bôi xong linh dịch, kéo quần của nàng lên nói, "Xong rồi." Mặc dù chỉ là bôi linh dịch một chút, nhưng chuyện này đối với Giang Trần mà nói, đích thật là một khảo nghiệm. Mặc dù kiếp trước hắn đã gặp vô số mỹ nữ, nhưng thân thể ở kiếp này lại còn là một thiếu niên huyết khí phương cương, mà dáng người của đan phi thì phi thường ngạo nhân, thời điểm Giang Trần bôi thuốc, cảm thụ được khe mông tràn ngập co giãn, nếu như nói hoàn toàn không loạn, đó là giả. Cũng may nơi này chỉ có một vết thương làm cho thời gian xấu hổ của giang trần không dài đan phi thẹn thùng đứng lên không dám cùng ánh mắt của giang trần tiếp xúc chỉ thấp giọng nói cảm ơn ngươi giang trần tiêu sái cười cười đi ra hai ba chục mét dựa vào một cây đại thụ ngồi xếp bằng cách trời sáng còn sớm nghỉ ngơi một chút đi một đêm này có thể nói là một đêm không ngủ của đan phi cả đêm các loại ý niệm trong đầu lái đi không được lúc thì tự trách mình tùy hứng lúc thì vì bắt được bốn thú con mà hưng phấn Lúc thì vì chúng độc mà sợ hãi, lúc lại vì sống sót sau tai nạn mà cảm thấy may mắn. Nhưng tối đa vẫn là khi Giang Trần bôi linh dịch lên bờ mông của nàng, loại cảm giác này phảng phất như định hình, khắc vào trong thức hải của nàng. Bất luận nàng cự tuyệt suy nghĩ như thế nào, cũng không lái đi được. Chương 336, Trừng phạt Đan Phi. Trước hôm nay, đừng nói là địa phương cảm thấy khó xử như vậy, thời điểm bên ngoài, Đan Phi cùng nam nhân ở chung, ngay cả tay áo cũng rất ít để cho người đụng phải ngày hôm nay, không hề có dấu hiệu, lại bị một nam nhân tiếp xúc gần. Hơn nữa còn ở khu vực nhạy cảm như vậy. Đan Phi luôn giữ mình trong sạch, giờ phút này khó tránh khỏi tâm thần bất an, ngẫu nhiên buồn vô cớ, rồi lại ngẫu nhiên nhịn không được dư vị. Khi thì mượn cảnh đêm yểm hộ, thoáng nhìn về phía Giang Trần, thấy Giang Trần Thủy Trung ngồi xếp bằng, bất động như núi, nhưng tâm tư của Đan Phi lại càng rối loạn. Ta là làm sao vậy? Tiểu tử Giang Trần này cũng không làm gì ta, Hắn có thể bình tĩnh đối đãi, sao ta phải nghĩ ngợi lung tung chứ? Đan Phi thấy Giang Trần bất động như núi, trong nội tâm hơi có chút bội phục, nhưng lại hơi có chút phiền muộn. Ở nàng xem ra, Giang Trần nên như nàng, chần chọc khó có thể an tâm mới đúng. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung một đêm, đến lúc tia nắng ban mai chiếu xuống, lúc này Đan Phi mới phục hồi tinh thần lại, một đêm suy nghĩ hoang đường, cũng bị nắng sớm xua tán, linh đài khôi phục thanh minh. Nhìn nhìn, phát hiện vết thương đã khỏi, hơn nữa thần kỳ nhất chính là mặt ngoài vết thương cơ hồ nhìn không tới bất luận dấu vết gì giang trần này đến cùng dùng thần dược gì thậm chí ngay cả ngoại thương cũng khỏi nhanh như vậy hơn nữa trên da một chút dấu vết cũng không có tựa như không có bị thương qua vậy đan phi phát hiện mình càng cùng giang trần ở chung lâu càng phát hiện thiếu niên này ẩn chứa rất nhiều bí mật làm cho nàng nhìn không thấu vẫn là ánh mắt của lão gia tử cao sớm nhìn ra giang trần bất phàm trước kia đan phi ít tiếp xúc với giang trần hôm nay tiếp xúc nhiều Cẩn thận hồi tưởng lại, Giang Trần này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, thậm chí có chút vô lại bại hoại. Nhưng mà, trên người hắn, tựa hồ luôn cất giấu một quang hoàn thần kỳ. Từ yến hội bắt đầu, một bình rượu bề ngoài kém đến nổi không ai muốn nhặt, lại thành áp trục chi bảo. Phượng giao ngũ rực thú nửa chết nửa sống, mời nhiều cao thủ trần bệnh như vậy, cũng không thể ra kết luận, Giang Trần thuận miệng nói một câu, lại phá thiên cơ. Ninh trưởng lão qua tuổi 40, một khỏa tứ quý thường thanh đan, lại làm cho nàng trẻ hơn 20 năm, mà trải qua đan phi lén điều tra, đan dược này, quả nhiên cùng Giang Trần có quan hệ. Nhìn lại Giang Trần sau khi đến Vương Đô, tuy hắn cơ hồ không có động tác gì, nhưng thế cục Vương Đô, lại bất chi bất giác bị hắn quấy nghiêng trời lệch đất. Ngay cả đại vương tử Diệp Đại gần đây bình tĩnh ổn trọng, cũng mấy lần té đầy bụi đất, thậm chí nàng luôn phong độ nhẹ nhàng, cũng nhiều lần thất thố. Mà tứ vương tử Diệp Dung, trước kia thành thành thật thật, tựa hồ không tranh quyền thế, lại bỗng nhiên thanh danh lên cao, danh tiếng đại thịnh cơ hồ có xu thế cùng đại vương tử bình khởi bình tọa thiên quế quốc sĩ lệnh 30 năm không ra bỗng nhiên tầm đó lão gia tử lấy cho giang trần sau đó vào thế giới mê cảnh cũng có một đống lớn việc lạ trên đường đi hung thú phong phẩm nhìn thấy bọn hắn liền đi đường vòng phẳng phất trên người giang trần này có quang hoàn thần kỳ vậy ngay cả hung thú phong phẩm cũng phải nhường đường cho hắn nhất là chiến đấu với cự viên thủ đoạn của giang trần càng khiến cho nàng giật mình nhất là tuyệt kỹ phi đao cuối cùng mặc dù là đan phi thường xuyên nhìn lão gia tử tu luyện cũng có một loại cảm giác ngưỡng vọng xem không thấu sau đó chữa thương cho nàng nhận thức đối với các loại linh dược độc dược thao tác đều lão luyện hoàn toàn không giống như một thiếu niên mà thời điểm bôi thuốc cho nàng thậm chí đan phi đã chuẩn bị tâm lý để cho giang trần chiếm một ít tiện nghi nhưng kết quả giang trần lại nho nhã lễ độ phảng phất bại hoại đáng giận trước kia căn bản không phải hắn khi thì bại hoại như lưu manh khi thì hung hãn như ác ma khi thì thâm trầm như trí giả khi thì thủ lễ như quân tử vài loại đặc tính hoàn toàn bất đồng này vậy mà thể hiện trên thân một người đan phi không thể không thừa nhận mình là xem không hiểu giang trần đứng dậy đan phi chỉnh lại y phục sau đó tìm nguồn nước đem một chiếc khăn thấm vào trong nước cũng không có vắt đi đến trước mặt giang trần đừng giả bộ ngủ lau mặt đi chứng kiến trên mặt giang trần còn bảo lưu lấy kiệt tác của nàng đan phi vừa buồn cười lại vừa chột dạ đột nhiên Giang Trần mở mắt, vô sự ân cần, phi gian tức đạo. Đây là lần thứ hai ngươi bảo ta rửa mặt, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa? Giang Trần đứng dậy, muốn đi tìm địa phương có nước, soi mình một chút. Đan Phi khẩn trương, cũng không để ý đoan trang, trực tiếp nắm lấy cánh tay Giang Trần, lau mặt của hắn. Giang Trần bắt được ngọc thủ của nàng, giật chiếc khăn xuống, chỉ thấy phía trên dính đầy vết than. Đan Phi tỷ, thật không nghĩ tới, ngươi lại tính trẻ con như vậy, dám vẽ xấu ở trên mặt ta. Xem ra, ta không sửa chữa ngươi một chút, ngươi sẽ không biết Giang Trần ta không dễ chọc nói xong, trực tiếp khóa lấy Đan Phi, tay phải ở trên mông nàng đánh bảy tám cái. Lần biến cố này cực kỳ đột nhiên, Đan Phi cũng bất ngờ, Giang Trần sẽ dùng phương thức này trừng phạt nàng. Bị Giang Trần đánh mấy cái, trên mông thống khổ ngược lại không sao, nhưng cả người lại giống như điện giật, hóa đá tại chỗ. Hắn, dám đánh mông ta, trong đầu Đan Phi một mảnh mơ hồ, chỉ cảm thấy lãnh địa chưa bao giờ bị người xâm phạm của mình bị giang trần bá đạo công phá cảm giác thẹn sông lên đầu ngồi trên mặt đất ủy khuất khóc thút thít giang trần nhất thời ảo não lại hoàn toàn quên đi thân phận của đan phi đánh bảy tám cái lúc này mới có chút thanh tỉnh cảm giác tựa hồ mình có chút quá đáng nếu như động tác trừng phạt này là đánh tiểu nha đầu đông phương chỉ nhược, tiểu nha đầu kia tất sẽ cười hì hì ngược lại càng thêm dương oai nếu như đánh công ngọc ở trước khi nàng làm tùy tùng cho giang trần tất sẽ liều chết phản kháng thậm chí dốc sức liều mạng mà sau khi làm tùy tùng, có lẽ sẽ yên lặng thừa nhận, cùng hắn sinh hờn dỗi. Nhưng mà, đan phi này, bình thường là nữ nhân rất háo thắng, vậy mà khóc vai có chút run run, mặc dù không có gào khóc, nhưng lại nức nở, hiển nhiên là thập phần ủy khuất. Giang Trần Kiếp trước kiếp này, xử lý qua rất nhiều vấn đề, bất quá đối với loại sự tình nữ nhân một khóc hai náo ba thắt cổ này, lại không có thiên phú gì. Đang muốn nói gì đó, thần thức khẽ động, cả người như một cây lao, lăng không bắn về một khu vực Người nào lén lén lút lút hiện thân cho ta?" Đan Phi nghe Giang Trần quát, thân thể mềm mại cũng hơi nhoáng một cái, đứng dậy theo, vành mắt hơi có chút đỏ, bị nàng che giấu tốt rồi. Đến thế giới mê cảnh, đều là đệ tử của Thiên Quế Vương quốc, Đan Phi không muốn bộ dạng của mình bây giờ bị người ngoài nhìn thấy. "Lưu Sán, là ngươi?" Thanh âm của Giang Trần phát lạnh. Chương 337: Diệp Đại chuẩn bị thủ tục tương tàn một. Chỉ thấy trong bụi cây một bóng đen lướt ra, đúng là đệ tử của Càn Lam Bắc Cung Lưu Sán. Lưu Sán, người tới nơi này làm gì? Lưu Sán kia nhìn nhìn Giang Trần, lại nhìn Đan Phi một chút, cười lạnh nói, ta đi ngang qua, mắc mớ gì tới ngươi? Cút xa một chút. Trên mặt âm tàn của Lưu Sán, hiện lên một đạo sát cơ, Giang Trần, nơi này là thế giới mê cảnh, người tốt nhất miệng sạch một chút. Đừng để ta tìm được cái cớ giết ngươi. Giết ta, Giang Trần khoan thai cười cười. Chỉ bằng tên lưỡng tính ngươi, lưu sán lại một lần nữa nghe được sưng hô vũ nhục kia trên mặt lộ ra biểu lộ như độc xà giang trần ngươi tên súc sinh này trước để cho ngươi đắc ý một hồi ngoài dự đoán của mọi người lưu sán hận giang trần thấu xương lần này lại không dây dưa thân hình lóe lên biến mất ở trong cánh đồng bát ngát giang trần khẽ cho mày nhìn phương hướng lưu sán biến mất như có điều suy nghĩ lúc này đan phi đi tới biểu lộ lạnh nhạt điềm nhiên như không có việc gì phảng phất sự tình vừa rồi căn bản không có phát sinh qua lòng của nữ nhân như kim đáy biển giang trần thấy đan phi như vậy trong nội tâm cũng không dám nghĩ nàng thật sự không có việc gì thế giới mê cảnh này rất lớn hắn nói đi ngang qua ngươi tin tưởng sao giang trần hỏi không sao cả thái độ của đan phi rất siêu nhiên cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám dương oai ở trong thế giới mê cảnh mặc dù như thế nhưng nếu có một đôi mắt vụng trộm nhìn mình cảm giác trong nội tâm sẽ không được tự nhiên như ăn phải con ruồi giang trần vẫn rất khó chịu Xem không vừa mắt, vậy giết hắn đi." Đan Phi thản nhiên nói. "Cái gì?" Giang Trần sững sờ. "Không phải nói trong thế giới mê cảnh, không thể giải quyết tư oán sao? Quy tắc là chết, người là sống." Ngư khí của Đan Phi nhàn nhạt, bỗng nhiên thanh âm sâu kín. "Quy tắc không cho phép nam nhân khi dễ nữ nhân, ngươi không phải khi dễ ta sao?" Giang Trần ngượng ngùng cười, sờ lên mũi, không phản bác được. Hào khí có chút cổ quái, sau một hồi trầm mặc khó chịu nổi, vẫn là đan phi phá vỡ cục diện khó xử này. Giang Trần, thực xin lỗi. Cái gì? Giang Trần nhíu mày, tự hồ lời này là ta nói a, à, ta không nên tùy hứng, cũng không nên vẽ xấu ở trên mặt ngươi. Giang Trần lại không nghĩ rằng, khẩu khí của đan phi dĩ nhiên là như vậy. Được rồi, ta thừa nhận, do chuyện ngày hôm qua có chút áp lực, nhất thời không khống chế được. Nam nhân đánh nữ nhân đều là không đúng. Trên thực tế, Giang Trần đánh cũng không tính là đánh thật chỉ như đại nhân giáo huấn hài tử, đánh cho có lệ mà thôi." Ngươi còn nói? Đan Phi thẹn thùng hàm giận, "Được rồi, ta không nói." Thuận tiện nói một câu, co giãn không tệ. Giang Trần cười ha ha, "Lưu manh." Đan Phi dưới tình thế cấp bách mở miệng mắng, lập tức thở dài, "Giang Trần, ngươi thật là một tiểu ác ma, ta cả đời này cũng không ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, ngươi còn chịu thiệt. Bốn con thú con linh thú, ta nhìn ngươi chỉ thiếu nằm mơ cũng cười ra tiếng rồi." vừa nhắc tới thú con linh thú quả nhiên thoáng cái đã tới cảm xúc vẻ mặt cười đắc ý để dò trúc trên lưng xuống bốn thú con vừa sinh hiển nhiên còn không giành thế sự thì thầm phát ra các loại thanh âm đối với hai người giang trần nháy mắt ra hiệu giang trần ngươi nói chúng có đói hay không nói nhảm ngươi không thấy con mắt bọn nó đói đến xám ngắt sao giang trần lấy trái cây hái từ trong động quật ném vào mấy quả bốn thú con liền lao lên tranh đoạt để cho đan phi không nghĩ tới là, bốn thú con này bình thường ở chúng rất hòa hợp, nhưng khi xuất hiện đồ ăn, lại dị thường hung hãn, lẫn nhau tranh đấu, tư thế đều là cắn xé nhau. Linh thú giới, quả nhiên mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Có ý tứ gì? Đan Phi có chút khó hiểu. Rất đơn giản, bốn thú con này, tuy là một mẹ sinh ra, nhưng cuối cùng khẳng định chỉ có một con có thể còn sống. Bọn nó tầm đó, khẳng định phải giết huynh đệ, ăn tươi huynh đệ, cuối cùng một con trổ hết tài năng, mới là người thắng cuối cùng. Người nhìn tư thế bọn nó tranh đoạt đồ ăn liền biết. Có lẽ, sau khi thành niên, vì tranh đoạt lãnh địa, còn có thể chém giết mẫu thú, không chết không ngớt. Đây là cách sinh tồn của linh thú, vật cạnh thiên trạch, chúng sinh ở trong vòng tuần hoàn này, ai cũng chạy không thoát luân hồi. Cũng không phải Giang Trần nói ngoa, hắn rất hiểu linh thú, cơ hồ đại bộ phận linh thú đều là như vậy. Linh trí càng cao, càng sẽ như thế. Một núi không chứa hai hổ, là đạo lý này. Ngược lại là một ít hung thú cấp thấp, linh trí không mở, hoặc là linh thú thiên tính thích tụ bầy, mới có thể kết bạn thành đàn. Ví dụ như kim dực kiếm điểu. Đương nhiên không chỉ có kim dực kiếm điểu, đại thiên thế giới, chủng loại linh thú nhiều vô số kể, linh thú tụ bầy cũng rất nhiều, có chút bầy đàn, thậm chí làm cho vương giả linh thú so với chúng cường đại gấp 10 gấp trăm lần, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đan Phi như có điều suy nghĩ, mắt đẹp ở trên mặt Giang Trần dừng lại một lát, thở dài, Giang Trần, có cái gì ngươi không hiểu không? Có cái gì ta không hiểu sao, giang trần cười ha ha đột nhiên trên mặt hiện lên một tia thương cảm cái này thật sự là có thời khắc này hắn chợt nhớ tới kiếp trước phụ thân thiên đế kiếp trước hôm nay như thế nào mà mình sao lại chuyển sinh đến thế giới này những chuyện này hắn thật sự không hiểu mặc dù hắn học cứu thiên nhân tri thức kiếp trước có một không hai chư thiên đối với chuyện này vẫn hoàn toàn không biết gì cả đan phi tiểu thư ví dụ như chúng ta bây giờ ở trong vòng tròn này chúng ta biết chỉ là những vật trong vòng tròn đó sẽ không biết thế giới ngoài vòng tròn. Khi chúng ta bước ra vòng tròn đó, mới biết, nguyên lai đồ vật chúng ta biết, thật sự là quá ít. Giang Trần cảm khái, lại không phải ra vẻ thâm trầm, mà là cảm xúc dâng trào. Trong mắt Đan Phi bắn ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, tính cách Giang Trần khôi hài, đột nhiên, vậy mà nói ra ngôn ngữ để cho người suy nghĩ sâu xa như vậy. Đi thôi. Ngay thời điểm Đan Phi tinh tế thưởng thức lời nói của Giang Trần, Giang Trần lại nói một tiếng đi nơi nào. Đan Phi hỏi, Lưu Sán kia đi theo Diệp Đại, ta cảm thấy, lần này hắn xuất hiện có chút quỷ dị. Đi xem xem, có phải tiểu tử Diệp Đại kia đồ nghịch chiêu gì hay không? Đan Phi nào nào, kỳ thật nàng không muốn lẫn vào vương tử tranh đấu, đứng trên lập trường siêu nhiên của nàng, ai làm thái tử, ai làm quốc quân, kỳ thật đều không sao cả. Dù Diệp Đại hay Diệp Dung làm quốc quân, ở trước mặt Đan Phi nàng, cũng không dám dương oai. Bất quá, trải qua chiến đấu hôm qua, tựa hồ bất chi bất giác, Đan Phi đã tiếp nhận sự thật nhân vật chuyển biến, từ vừa mới bắt đầu nắm quyền chủ đạo không thả, đến lúc này nghe theo Giang Trần an bài. Chương 338, Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn hai. Tốc độ của Giang Trần không nhanh không chậm, lộ tuyến đi, thoạt nhìn không có trải qua điều tra gì. Giang Trần, ngươi đi mù quáng như vậy, có thể tìm được bọn người lưu sán sao? Đan Phi nhịn không được hỏi. Hắc hắc, ngươi cứ đi theo là được. Đan Phi sớm đã quen Giang Trần không theo như lẽ thường an bài, chỉ phải buồn bực đi theo Giang Trần, hai ba ngày sau, như cũ là không thu hoạch được gì. Đan Phi cơ hồ hoài nghi, có phải Giang Trần đi sai đường hay không? Nhưng thấy bộ dạng đã tính trước của Giang Trần, Đan Phi mấy lần muốn hỏi, lại khắc chế xuống. Được rồi, xem ra chúng ta đã rất tiếp cận. Đan Phi tỷ, ngươi muốn đi cùng ta, hay ở ngoại vi chờ ta? Ngươi xác định, bọn hắn ở gần bên này, Đan Phi vẫn còn có chút hoài nghi. Không xác định ta tới nơi này làm gì, Giang Trần đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên kéo đan phi một phát lách vào bụi cây ven đường thấp giọng nói đừng nói chuyện hai người vừa ẩn vào bụi cây trốn chỉ chốc lát trên sơn đạo phía trước rất nhanh đi xuống hai người một người trong đó thình lình là đại vương tử diệp đại một người khác biểu lộ kiêu căng lỗ mũi chỉ lên trời dáng người trung đẳng mặc trang phục đặc biệt dĩ nhiên là đệ tử bảo thụ tông chỉ là đệ tử bảo thụ tông nguyện ý tham gia mê cảnh thu liệp thân phận đại khái không cao ít nhất tuyệt sẽ không là đệ tử đỉnh cấp của bảo thụ tông chính là chỗ này. Diệp Đại dừng bước ở giao lộ. Trần Huynh, chúng ta chờ một chút. Đệ tử bảo thụ tông kia nhẹ gật đầu, lại không nói gì. Ánh mắt như chim ưng, dò xét bốn phía một chút, hiển nhiên là cảnh giác xuất phát từ đáy lòng. Bất quá Giang Trần cùng Đan Phi sớm có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không để cho hắn phát giác. Chỉ một lúc sau, trong mắt Diệp Đại sáng ngời, đến rồi. Quả nhiên, ở phía Tây, một đám người tiếp cận rất nhanh. Đây là một tiểu đội, tổng cộng có 8 người cầm đầu, rõ ràng là Tam Vương Tử Diệp Tranh. Lão Tam, Diệp Đại kêu. Diệp Tranh bước nhanh tới, cười nói, "Đại ca, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi." Diệp Đại vỗ vỗ bả vai Diệp Tranh, cực kỳ thân mật nói, "Lão Tam, đã tập trung vị trí, thám tử của ta đã có thể xác định, tiểu đội của lão tứ ở trong sơn cốc cách đây 50 dặm, tựa hồ bọn hắn đang lùng bắt một con linh thú." "Hắc hắc, tiểu tử Diệp Dung này, thật đúng là nhiệt tình a." À trong giọng nói của Diệp Tranh, lộ ra một tia châm chọc. Lão Tam, người mang những người này, không có vấn đề gì chứ? Ánh mắt Diệp Đại dò xét một vòng. Đại ca, người vẫn chưa yên tâm ta sao? Người ta mang, người yên tâm đi, đều là tâm phúc của ta. Chuyện này, chỉ cần làm không khe hở, ta đảm bảo sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tra được. Ở trong khóe miệng của Diệp Tranh, tràn ra một tia tàn nhẫn. Tốt, trước trừ lão tứ, lại trừ lão nhị. Trong giọng nói của Diệp Đại lộ ra một cỗ sát phạt quyết đoán, "Phẳng phất cái này không phải thủ tục tương tàn, mà là thảo luận giết một con gà. Đại ca, ta nói trước, ngày khác ngươi thượng vị, ngươi hứa cho ta phú quý, không thể quên a. À, ha ha, lão tam, chúng ta từ nhỏ thân cận, chẳng lẽ ta còn bạc đãi ngươi? Hai huynh đệ chúng ta là người một đường, ngày khác chúng ta liên thủ, khai cương nát đất, nói không chừng liên minh 16 nước sẽ bởi vì huynh đệ ta mà nhất thống." đến lúc đó ta nhất định phong ngươi một khối lãnh địa lớn nhất cho ngươi trưởng quản biên giới mấy vương quốc diệp tranh cười hắc hắc không ngừng tốt huynh đệ chúng ta liên thủ đi trước hội hợp đội ngũ của ta diệp đại hết sức thân mật cùng diệp tranh đi song hành đi đến trên đường núi thẳng đến đám người này đi xa đan phi mới than nhẹ diệp đại này quả nhiên lão gia tử không nhìn lầm hắn để cho ta đoán xem lão gia tử nói gì a à? ân trí lớn nhưng tài mọn đây là lời bình không thể thiếu hoặc là ra vẻ đạo mạo, nhưng vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn a. Ân, để ngươi đoán đúng một ít. Bất quá ra vẻ đạo mạo gì đó, con dòng cháu giống, hơn phân nửa là thế, lão gia tử sẽ không nói thêm cái gì. Chí lớn nhưng tài mọn, tâm ngoan thủ lạt, cái này là lão gia tử đánh giá Diệp đại. Cho nên, ngày đó hắn tự cho là thông minh, hỏi lão gia tử liên minh 16 nước đại nhất thống, càng để cho ấn tượng của lão gia tử đối với hắn đại giảm. Giang Trần chấp nhận nói, trí lớn nhưng tài mọn, năng lực không tới, lại có dã tâm không ai bằng. Đây không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ mang đến tai nạn cho thiên quế vương quốc. Đan Phi thấy Giang Trần một điểm liền thông, cũng kinh ngạc ngộ tính của Giang Trần. Ngẫm lại cũng phải, tuy Giang Trần từ đông phương vương quốc đến, nhưng mà bất kỳ một vương quốc nào, sự tình liên quan đến cao tầng, đều là không sai biệt lắm. Người muốn biết lão gia tử đánh giá Diệp Dung ra sao không? Bỗng nhiên Đan Phi cười hỏi. a, à, nói một chút xem, Giang Trần đi gần với Diệp Dung, ngược lại có chút tò mò. Lão gia tử đánh giá Diệp Dung chỉ có 12 chữ, có thể chịu nhục nhất thời, dám gánh vác vì thiên hạ. Đánh giá cao như vậy, Giang Trần cảm nhận đối với Diệp Dung là không tệ, nhưng không nghĩ tới, lão gia tử đánh giá Diệp Dung cao như vậy, phải biết rằng, trước kia Diệp Dung thập phần điệu thấp, ở trong rất nhiều vương tử, bất luận nơi nào đều bị người xem nhẹ. Ân, Diệp Dung có khí độ của đệ tử vương thất, càng khó được chính là có đại lượng của đế vương, mà không phải như Diệp đại âm tàn độc ác lại không có lồng ngực chứa thiên hạ bao la đan phi nhìn giang trần giống như cười mà không phải cười có phải cảm thấy ngươi cùng lão gia tự anh hùng chứng kiến gần giống nhau hay không giang trần sở mũi người đã thay ta nói ta còn có thể nói cái gì trên thực tế ai làm thái tử ai làm quốc quân ta không quá để ý bất quá ta dù gì cũng là khách khanh do tứ vương tử mời đến cũng nên vì hắn ra chút sức hơn nữa từ trên lập trường cá nhân của ta hắn làm thái tử, so với để cho Diệp Đại làm thái tử tốt hơn, bỗng nhiên ngữ khí của Giang Trần trầm xuống, sao ta cảm thấy, ngươi đối với bọn họ thủ tục tương tàn, một chút cũng không ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi sớm đoán được, Đan Phi lộ ra dáng tươi cười tràn ngập trí tuệ, không phải tai đoán, mà là lão gia tử đã sớm đoán được. Cái gọi là thắng riêng sang năm định ra thái tử vị, kỳ thật sau lưng cũng là lão gia tử cố ý thả ra tiếng gió, muốn mượn chuyện này đến khảo sát phản ứng khắp nơi mà thôi. tựa hồ khảo sát có chút lớn a. À. Không dễ xong việc a." À, Giang Trần cười nói. "Lớn như thế nào, hết thảy đều ở trong khống chế." Đan Phi cười nói. "Nói như thế nào? Đã sắp động thủ a, à, một khi giết chóc, ai biết có mấy người có thể còn sống đi ra?" Chương 339, Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nếu như chỉ có một người còn sống đi ra ngoài, vậy hắn là thái tử. Nếu như không tử thương một người đi ra ngoài, Diệp Dung là thái tử, chỉ đơn giản như vậy nói như vậy đã sớm định là diệp dung rồi giang trần có chút giật mình đan phi lắc đầu cười thần bí không phải đã sớm định ra diệp dung mà là sau thọ yến của lão gia tử ban thiên quế quốc sĩ lệnh cho ngươi mới định ra ách mặt mũi của ta lớn như vậy giang trần có chút hổ thẹn mình cũng không tham dự đến vương tử tranh đấu a à, chẳng lẽ tham gia thọ yến trong lúc vô tình đưa lễ vật giải đáp một nan đề có thể định ra thái tử sao cái này cái này quá không hợp thói thường đi à nha ngươi đừng hoài nghi lão gia tử nhìn người chưa bao giờ sai mặc dù lão nhân gia không nói rõ nhưng kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng người được giang trần sẽ được thái tử vị quốc quân bệ hạ có thể đáp ứng sao hơn nữa chuyện này là con của hắn thủ túc tương tàn hắn có thể ngồi yên không lý đến đan phi thở dài giang trần nói ngươi ngây thơ ngươi lại giảo hoạt muốn chết nói ngươi giảo hoạt đáng giận có đôi khi ngươi lại quá ngây thơ Ngồi vào vị trí quốc quân, chẳng lẽ bọn hắn chưa từng thủ túc tương tàn? Người biết rõ linh thú giết chóc lẫn nhau, chỉ có một con sống đến cuối cùng, ngươi cho rằng nhà đế vương sinh tồn? So với linh thú càng ôn hòa, Giang Trần bật cười, nói cũng đúng. Không nói thiên quế vương quốc trước kia đông phương vương quốc quốc quân đông phương lộc, lúc đó chẳng phải có tin đồn nói hắn cấu kết ngoại ban, làm cho thái tử đông phương tuấn bỏ mình, mới có thể thượng vị sao? Phụ thân quách tiến cũng bởi vì chuyện này mà liên lụy làm cho Quách gia suy bại. Nếu như Diệp Dung đầy đủ ưu tú, hắn có thể từ trong luật rừng này sống đi ra, vậy đại biểu hắn chịu đựng được khảo nghiệm, mặc kệ là thực lực hay tâm trí hay số mệnh, đều có tiềm lực của vua một nước. Trái lại, nếu như trong cạnh tranh bỏ mình, vậy mặc dù Diệp Dung hắn tài hoa chinh phục phía trên, cũng chứng minh phúc duyên không đủ, số mệnh không đủ, không thể làm vua một nước, mà người khác có thể lấy lui làm tiến, dùng luật rừng đến quyết định, còn sống đi ra ngoài sẽ làm vua của một nước ý niệm trong đầu hiểu rõ giang trần cười nói đan phi Tỷ đã đụng phải cũng không thể ngồi yên không lý đến nói như thế nào ta cũng là khách khanh của tứ vương tử chủ nhục thần chết a à. đan phi tự nhiên cười nói ít nói nhảm đi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra ngươi là loại thần tử tiết tháo tràn đầy sao thấy giang trần bước nhanh lên đường núi đan phi đuổi theo ngươi gióng trống khua chiêng chạy lên như vậy không sợ bị bọn hắn phát hiện giết người diệt khẩu sao không phải có đại mỹ nhân như ngươi sao ta tin tưởng bọn họ lại phát rồ cũng sẽ không hạ độc thủ với người a ngươi đánh giá cao mị lực của ta rồi nữ nhân ở trong mắt nam nhân đây chẳng qua là vật trang trí mà thôi từ xưa đến nay có mấy đế vương không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân chứ giang trần cười ha ha trách không được ngươi đối với những vương tử kia sắc mặt không chút thay đổi nguyên lai like là sớm nhìn thấu bọn họ đan phi tức giận nói chớ nói hơ nói vượn giang trần ngươi thành thật khai báo có phải ngươi có cái gì gạt ta hay không cái này còn khai báo sao khẳng định có Giang Trần cười cười. Dù sao ngươi cũng đừng lo lắng. Trước khi bọn hắn phát hiện ta, ta nhất định có thể phát hiện bọn hắn. Trước, liệu địch tiên cơ, trước địch nhân một bước phát hiện đối phương tuy đan phi, không biết vì sao Giang Trần tự tin như thế, nhưng thấy bộ dạng đã tính trước của hắn, thì nửa điểm hoài nghi cũng không có. Giang Trần cũng không theo sau bọn người diệp đại, mà bay thẳng đến phương hướng đông nam. Đã biết bọn người diệp dung cách đây 50 dặm về phía đông nam, Giang Trần tự nhiên sẽ không chỉ hoãn, mà dùng tốc độ cao nhất xuất phát bọn người diệp đại trước hội hợp, khẳng định còn phải bố trí một phen. Giang Trần có nắm chắc trước bọn hắn đến sơn cốc kia. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, Giang Trần cùng Đan Phi đã đi tới ngoài sơn cốc. Mà cửa vào sơn cốc, quả nhiên có một thám tử của đại vương tử. Giang Trần mang theo Đan Phi, vượt qua tai mắt thám tử, lẻn vào trong sơn cốc. Giang Trần, chúng ta đi vào hội hợp, hay là, trước đừng tìm bọn hắn, để tránh đánh rắn động cỏ nếu như bọn người tứ vương tử biết chúng ta tới, đội ngũ sẽ có chút biến hóa, rất dễ bị thám tử nhìn ra. Đan Phi như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Mê thần hương của ngươi, còn có bao nhiêu? Giang Trần cười hỏi. Chỉ còn ba bình. Đan Phi kiểm lại một chút. Giang Trần cười hắc hắc, nói như vậy, còn phải vận dụng trang bị của ta. Giang Trần ở đan dược, thiên phú xuất chúng, phương diện dụng độc, tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, có rất nhiều thủ đoạn. Đồ vật cùng mê thần hương không sai biệt lắm, Giang Trần cũng có hai ba loại. Đan Phi thấy Giang Trần như làm ảo thuật, không ngừng lấy ra các loại bình bình lọ lọ, đông một phát, tây một phát, ở bốn phía bố trí một phen. Rất nhanh, một bẫy dập hoàn mỹ được Giang Trần bố trí xong. Phủi tay, Giang Trần cười nói, không sai biệt lắm sắp đến rồi, chúng ta trước tránh đi. Chờ xem náo nhiệt. Giang Trần, ngươi như vậy có tính giúp Diệp Dung ăn gian hay không? Đan Phi cười hỏi. Cái này gọi là dựng ở thế bất bại. Sao có thể gọi ăn gian? thật muốn ăn gian, trực tiếp giết Diệp Đại mới gọi ăn gian. Cái này chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ở trong tiểu đội của Diệp Dung, tổng cộng có 7 người, ngoại trừ Tiết Đồng ra, 6 người còn lại đều là hắn chọn kỹ lựa khéo. Chỉ là lần mê cảnh thu liệp này, Tiết Đồng lại ngoài ý muốn mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ, nhất là trong quá trình săn giết, Tiết Đồng tiễn kỹ siêu quần, quả thực là lập công lao hãn mã. Mà Tiết Đồng này, tuổi còn trẻ, ý nghĩ lại phi thường tỉnh táo, mỗi kế hoạch săn giết, hắn đều tham gia chế định, hơn nữa mỗi lần đều có thể tìm ra sơ hở, tìm được manh mối, từ đó một lần hành động tập sát con mồi. Mới đầu Diệp Dung còn cảm thấy, để Tiết Đồng vào đội ngũ, chỉ là cho Giang Trần mặt mũi, không nghĩ tới, năng lực của Tiết Đồng này lại thành thu hoạch ngoài ý muốn của hắn. Đương nhiên, luận thực lực tuyệt đối, đội ngũ của Diệp Dung, ngoại trừ Lăng Thiên Lý ra, còn có hai thân vệ nửa bước tiên cảnh. Ba người khác, kể cả Tiết Đồng ở bên trong, đều là chân khí cảnh đỉnh phong, mà Diệp Dung hắn, Tu Vi cũng là chân khí cảnh đỉnh phong. Nhưng luận thực lực tuyệt đối, ngoại trừ lăng thiên lý có thể ổn áp tiết đồng ra, thì hai thân vệ nửa bước tiên cảnh kia, ở trong mê cảnh cùng tiết đồng sinh tử săn giết, cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai. Tứ vương tử, thương thế trên người linh thú kia không nhẹ, đã bị chúng ta bao vây. Lăng thiên lý đã đi vào lùng bắt, tin tưởng nó trốn không thoát. Trường 340, đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt một. Diệp Dung gật gật đầu, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Một con linh thú so với giết một trăm hung thú càng đáng giá. Lần này trong đội ngũ của Đại Vương Tử mời rất nhiều tiên cảnh cường giả. Ta lo lắng, lần thu săn này thành tích của bọn hắn sẽ viễn siêu đội ngũ chúng ta. Trong giọng nói của Diệp Dung vẫn còn có chút hâm mộ. Đại Vương Tử xuất thân tốt, bối cảnh thâm hậu, giao thiệp rộng, tùy tùy tiện tiện có thể khuynh đảo tiên cảnh cường giả, thậm chí ngay cả đệ tử Bảo Thụ Tông cũng có thể mời đến tuy Diệp Dung cũng có thể kết giao đệ tử Bảo Thụ Tông, nhưng muốn đệ tử Bảo Thụ Tông bán mạng cho hắn, kia căn bản không có khả năng. Nói cho cùng, vẫn là nội tình tranh lệch, bối cảnh không đủ, nhân mạch chưa đủ. Trong nội tâm Diệp Dung thở dài, nếu như Giang Trần không bị Đan Phi tỷ điều động, lần thu săn này, Diệp Dung hắn tuyệt đối có hy vọng cạnh trục quán quân. Nhưng mà hôm nay, chỉ có thể đem hết toàn lực, tuy truyền ra tin tức, tháng riêng sang năm sẽ định ra thái tử vị, nhưng Diệp Dung không tin, một lần thu săn có thể quyết định hết thảy. Nhưng mà, hắn cũng không thể lười biếng, tối thiểu nhất phải biểu hiện ra thái độ tích cực. Lúc này, Tiết Đồng đi tới nói, "Tứ Vương tử, bốn phía sơn cốc này hẹp hòi, cửa vào cũng nhỏ, nơi này có chút tà môn a." Tiết Đồng, ngươi có lo lắng gì sao? Ưu thế lớn nhất của Diệp Dung là lắng nghe ý kiến của bộ hạ, hơn nữa rất dễ dàng hiểu ý tứ của bộ hạ. Thuộc hạ lo lắng, có khả năng linh thú này bị người điều khiển, cố ý dẫn chúng ta đến nơi đây. Bằng không thì Sao chúng ta có vận khí tốt như vậy, gặp được một con linh thú bị thương. Hơn nữa, bên ngoài cánh đồng bát ngát như vậy, tại sao nó lại trốn vào trong u cốc không có đường ra? Ngươi cảm thấy có người cố ý thao túng. Vâng, vừa rồi thuộc hạ xem xét địa hình, sơn cốc này chỉ có một cửa vào, cũng chỉ có một lối ra, giống như một cái túi, chúng ta đã chui vào rồi. Tuy Tiết Đồng không phải thủ hạ của Diệp Dung, nhưng nếu ở trong một đội ngũ, hắn nguyện ý đem lời nói trong nội tâm nói ra. Diệp Dung trầm ngâm một lát, những ngày này trung đụng hắn đối với sức phán đoán của tiết đồng kỳ thật cũng không nghi ngờ thậm chí có chút tin phục luận thực lực mấy người lăng thiên lý tự nhiên mạnh hơn tiết đồng một bậc nhưng luận tầm nhìn sức phán đoán cùng năng lực phân tích tiết đồng này tuyệt đối là nhất đẳng tứ vương tử một con linh thú không giết được đằng sau còn có cơ hội nhưng mà đội ngũ chúng ta không đánh bạc nổi địa hình sơn cốc này một khi bị vây chúng ta tuyệt đối không ra được hơn nữa một khi ở đây phát sinh chém giết ngoại giới cũng sẽ không biết. Tiết Đồng đã đem lời nói rất rõ ràng. Diệp Dung biến sắc, rốt cục dao động, chuyển lệnh xuống, buông tha săn giết. Lập tức ly khai Sơn Cốc. Dù sao cũng sinh ở đế vương gia, rất nhiều chuyện vừa liên tưởng, Diệp Dung liền biết rõ nặng nhẹ. Mê cảnh thu liệp, không phải là một trận vương tử tranh đấu sao. Bên ngoài nói không cho chém giết, nhưng quy củ là chết, người là sống. Tiết Đồng nói, điểm tỉnh Diệp Dung. Diệp Dung hạ lệnh, hai thân vệ đang muốn đi thông chi lăng thiên lý, đột nhiên bên tai Tiết Đồng khẽ động, biến sắc. Có người vào cốc rồi. Sắc mặt Diệp Dung phát lạnh, hai gã thân vệ là tử sĩ theo hắn từ nhỏ, liền bảo hộ Diệp Dung ở sau lưng. Mấy người khác trong đội ngũ cũng súm lại rất nhanh. Lăng Thiên Lý đang lùng bắt linh thú, tựa hồ cũng cảm ứng được nguy cơ, mấy cái lên xuống liền lướt trở lại, tất cả mọi người trong đội ngũ đều tụ tập ở trên đất trống trong sơn cốc. Ha ha ha, thế giới mê cảnh này quả nhiên là nhỏ lão tứ, không nghĩ tới ở nơi này, huynh đệ chúng ta sẽ chạm mặt. Diệp đại đi đầu sông tới, mà sau hắn, thì đi theo một nhóm lớn người, đội ngũ của hắn thì có 9 người, cộng thêm tam vương tử Diệp tranh 8 người. Hai chi đội ngũ cộng lại là 17 người. Mà trong 17 người này, thủ hạ của đại vương tử Diệp Đại thì có một tiên cảnh nhị trọng, cộng thêm ba tiên cảnh nhất trọng thiên, bên Diệp Tranh cũng có một tiên cảnh nhất trọng thiên. Trừ lần đó ra, còn có bốn nửa bước tiên cảnh. Tiên cảnh cộng với nửa bước tiên cảnh, chỉ là tiên cảnh thì có 9 người, vượt qua một nửa nhân số đội ngũ. 8 người khác, kể cả Diệp Đại cùng Diệp Tranh ở bên trong, đều là chân khí cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu cũng không kém. Diệp Dung chứng kiến Diệp Đại cùng Diệp Tranh đi chung một chỗ, trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. "Đại ca, Đại Lộ Chỉ Thiên, mỗi người đi một phía. Chúng ta ở chỗ này săn giết linh thú, ngươi không phải muốn chặn ngang một gạch chứ?" Diệp Dung cười cười, con linh thú này tu vi cực cao đội ngũ của chúng ta làm không được vừa vặn các ngươi người nhiều cao thủ cũng nhiều có lẽ có thể thử diệp đại giống như cười mà không phải cười nhìn diệp dung lão tứ đừng giả bộ ngươi cho rằng chúng ta tới sơn cốc này là cùng ngươi đoạt linh thú sao diệp tranh cười lạnh hỏi tam ca ngươi có ý tứ gì sắc mặt diệp dung trầm xuống ngươi không thấy sơn cốc này rất u tĩnh phong thủy rất tốt sao nếu như thành nơi táng thân của ngươi có lẽ không tội à, Diệp Tranh nhe răng cười. Đại ca, này là ý đồ đến của ngươi. Diệp Dung ngưng mắt nhìn Diệp Đại. Diệp Đại cười nhạt nói, lão tứ, nếu như ngươi như trước kia, thành thành thật thật, đừng gây sóng gió, ta sẽ không chèn ép ngươi. Bất quá, ngươi lại không thành thật, một lần một lần đối nghịch với ta, ở vương đô, quyết tâm muốn cùng ta đoạt danh tiếng. Ngươi nói một chút, để ta nhìn ngươi thế nào? Đại ca, ta và ngươi đều là huyết mạch của phụ vương, Huynh đệ tầm đó cạnh tranh công bình, chẳng lẽ ngươi thân là huynh trưởng, ngay cả độ lượng tiếp thu huynh đệ cạnh tranh cũng không có? Công bình cạnh tranh? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta cạnh tranh? Diệp đại ta là con trai trưởng, nhà mẫu thân của ta là ba đời Tam công, quyền nghiêng một nước, ta vừa sinh ra liền có vô số cơ hội chờ ta, muốn ta tiếp nhận vị trí của phụ vương. Mỗi một bước của ta đều đã trải tốt, đều đi đến long tọa. Ngươi một đứa con hoang do chắc phi, ngoại trừ có một nửa huyết mạch của phụ vương ngươi còn có cái gì ngươi dựa vào cái gì tranh với ta ở đây không có người ngoài cũng không phải vương đô diệp đại dứt khoát xé toang ra mặt không hề ngụy trang đại ca cái này là tư cách luận của ngươi nếu như ngươi vừa ra đời liền tiếp nhận vị trí của phụ vương còn sinh những vương tử chúng ta làm gì đây chẳng qua là thú tính nhất thời của hắn mới có các ngươi giờ phút này ngay cả phụ vương diệp đại cũng không có nửa phần tôn trọng diệp tranh nghe xong lời này trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng nhưng lại bị hắn che giấu nói như vậy hôm nay ngươi là quyết tâm muốn giết ta diệp dung lạnh lùng hỏi ngươi nói đúng bất quá nể tình huynh đệ ta có thể cho ngươi một cơ hội tự sát diệp đại u ấm gửi nói